Trong cái bài giảng ngày hôm qua, trong cái bài giảng ngày hôm qua cho cái lớp intensive Đức, tôi có các vị có nghe rõ không? Nghe thư, nghe rõ. Trong cái lớp giảng ngày hôm qua bên Đức, tôi có nói đến một cái vấn đề, đó là xưa giờ đó mình tách rời bốn đế ra thành bốn phần khác nhau. Mình định nghĩa là khổ đế là tất cả nỗi khổ ở đời, thông thường định nghĩa như vậy. Khổ đế là tất cả nỗi khổ ở đời, tập đế tức là tham ái, rồi diệt đế là niết bàn, đạo đế là bất chánh đạo. Nhưng mà trong cái bài giảng ngày hôm qua đó, thì tôi trích dẫn lời ngài Sa Lợi Phất, ngài xác định cho chúng ta một điều, đó là tất cả mọi hiện hữu ở đời là khổ, dù đó là phiền não hay là công đức cũng là khổ. Cái hình hài của một cái chúng sanh phàm phu bé mọn cách mấy, cho đến cái kim thân 32 hảo tướng của vị chánh đẳng giác cũng có điểm giống nhau, đó là điều là khổ hết. Con cái thì cái khổ màu hồng, con cái khổ màu đen chỉ vậy thôi. Con cái khổ nhưng mà nó màu hồng, nó thơm phức. Còn cái thì nó màu đen mà nó khó ngửi chỉ vậy thôi, chứ tất cả đều là khổ. Tất cả đều là những đóa hoa mọc ở trong cái nhà tù, tất cả đều là những đóa hoa mọc ở trong bệnh viện, tất cả đều là đống tro tàn trong một căn nhà đang cháy chỉ vậy thôi. Nhưng có một điều thì cái sắp vải bằng lụa đó, thì trước khi mà nó thành tro đó thì mình biết nó êm, nó mát, đắt tiền. Còn cái sắp vải bố vải gai đó, thì trước khi mà nó giải thành tro đó thì rẻ tiền, nó thô ráp, sành sùi, khó mặc, khó xài chỉ vậy thôi. Chứ khi đã thành tro là tất cả giống nhau. Đây là lý do vì đâu mà ngài Sa Lợi Phất nói rằng tất cả mọi hiện hữu là khổ. Nó phải ngài nói riêng một mình ngài, mà Đức Phật cũng nói như vậy. Trong Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng tất cả các hành đều là vô thường. Hành tức là hữu vi, tức là mọi hiện hữu. Mọi hiện hữu đều là khổ. Mọi hiện hữu đều là vô ngã. Mọi hiện hữu đều là vô thường. Thì mình mới tổng hợp lại các cái Phật ngôn trong kinh điển, thì mình thấy rằng thì ra cái đời xưa giờ đa phần Phật tử mình là hiểu sai cái bốn đế. Thì cái khổ đế đó, nó bao gồm tất cả mọi hiện hữu, trong đó cái bản thân, cái tâm, cái tham ái đó, bản thân nó cũng là khổ. Nhưng mà sở dĩ đó, mà được Đức Phật tách riêng ra, người gọi nó là tập đế đó, là bởi vì nó vừa là khổ đế mà nó cũng vừa là tập đế. Thì trong kinh nó đưa ra ví dụ giống như cây mía, ngày hôm qua tôi có nói, cũng là cái cây mía mà nó là cây mía, tức là tính từ trên đọt tính xuống tới gốc. Nhưng mà trong cái cây mía đó, nó có cái mắt. Cái mắt đó là mình để mình trồng được. Cái phần cái lóng giữa đó là mình chỉ có ăn thôi, chứ mình không làm ăn được gì, làm gì cái lóng hết á. Nhưng mà muốn trồng thêm cái mía mới thì phải lấy cái mắt. Thì ở đây cũng vậy, cái tập đế nó giống như cái mắt mía vậy đó. Nó nằm ở trên cây mía, nhưng mà nó là cái phần mà để nhân ra, nhân giống ra những cái cây mía khác. Thì cái khổ đế cũng vậy, cái tập đế cũng vậy. Cái tập đế bản thân nó tham ái, nó cũng nằm ở trong cái biển khổ. Nhưng mà nó có một cái tác dụng là có thể tạo ra một cái khổ mới, cho nên nó được gọi là tập đế. Đó. Còn rồi cái đạo đế là bất chánh đạo, thật ra nó cũng là khổ. Sự có mặt nó là khổ. Nói mà rốt ráo đó, hễ nó có sanh có diệt là có khổ. Khổ đây không phải là feeling, không phải là khổ trên cảm giác, mà khổ trên tính chất đó. Tính chất của nó là nó không có bệnh. Thì cái không bệnh nó chính là vô thường, mà cái bản chất cái vô thường nó chính là Đức Phật gọi là khổ. Khổ đây có nghĩa là cái gì đó nó bất trắc, nó bất toàn, thì nó gọi là khổ, unsafety. Chứ còn mình hiểu khổ là suffering, là pain, nó là nghèo lắm. Mà nó này, mà cái này nó là insecure hoặc là nó là unsafe, thì cái đó được gọi là bất trắc bất toàn. Cái đó mới là cái khổ ở mức cao cấp, ở cái mức rốt ráo nha. Như vậy thì tôi chỉ nhắc lại cái nội dung của bài giảng ngày hôm qua mà thôi nha. Có nghĩa là bát chánh đạo cũng là khổ, nhưng mà
người nào mà theo đúng cái con đường này thì sẽ ra khỏi cái điển khổ, cũng giống như cũng con đường đó nhưng mà mình quay lưng về phố, ngó đưa mặt vào rừng thì đó chính là con đường vào rừng. Nhưng nếu mình đưa mặt về phố mà xoay lưng về phía rừng thì nghĩa là đó là con đường đi ra khỏi rừng, chỉ vậy thôi. Khi mà sáu căn biết sáu trần mà bằng cái tâm phiền não thích và ghét, có nghĩa là lúc đó mình đang đi vào rừng sanh tử. Còn khi mà sáu căn mà biết sáu trần bằng chánh niệm, bằng trí tuệ đó, thì lúc đó mình đang xoay lưng với sanh tử mà mình đang nhìn về, mình đang nhìn về để giải thoát nha, nhớ. Rồi thì đó là nội dung intensive ngày hôm qua tôi giảng cho cái lớp mình Đức, còn bây giờ mình giảng cho đại chúng nó popular hơn. Sáng nay tôi nói cái gì? Sáng nay tôi muốn nói đến đề tài kỳ trước đó, tôi đề giảng đề tài đầu tiên là đề tài mạt pháp. Đề tài thứ hai tuần rồi tôi giảng đó là chánh tính và mê tín. Thì sáng hôm nay đó tôi lại giảng một cái đề tài là đọc gì và tại sao. Đọc gì và tại sao? What và why? Đọc cái gì và tại sao đọc cái đó? Không đọc cái gì và tại sao không đọc cái đó? Cái đó tôi cho rằng đây là một cái chuyện rất là cần thiết cho đa phần Phật tử. Tại mình nên đọc cái gì và tại sao? Không nên đọc cái gì và tại sao? Sáng nay mình sẽ bàn gì đó. Thì hồi nãy tôi nói rồi, toàn bộ thế giới này nó là khổ. Cái sự có mặt của một vị chánh đẳng giác cũng là khổ. Sự có mặt của một cái con côn trùng cũng là khổ. Nhưng mà một cái khổ đó nó thơm phức và nó màu hồng, nó lấp lánh lung linh. Còn một cái khổ thì nó đen xì mà nó khó ngửi, lầy lụa trơn nhớt. Chỉ vậy thôi nha, chứ cái nào là khổ hết. Thì các vị biết trong một cái căn nhà đang cháy đó thì sập cách mấy cũng cháy, mà nó dơ nó hôi cách mấy nó cũng cháy. Cuối cùng thì nó chỉ là đống tro tàn giống nhau nha. Nhưng mà trước khi nó cháy đó, thì cái này là giá trị nè, cái này là nó giá trị, người ta tính bằng từng gram nè, từng mét vuông nè, từng phân vuông nè, cái giá trị nó tính bằng từng phân, từng mét, từng ký, từng ounce. Còn cái kia là coi như là nó rẻ rề rề mà nó hôi hám xấu xí. Nhưng mà tất cả những cái đó khi mà nó đã cháy rồi thì nó có điểm giống nhau, nghĩa là đều là mồi lửa và kết thúc là một đống tro tàn chờ gió cuốn đi nha. Đấy. Ở đây cũng vậy. Tất cả đều là khổ, nhưng mà có một điều đó, ở trong cái khổ đó chúng ta có hai thái độ sống. Cái thái độ thứ nhất là chúng ta giải quyết cái khổ này bằng cách là đi tìm đến một cái khổ khác, đó chính là sanh tử. Đấy. Còn trong khi đó, cái con đường giải thoát là gì? Là cũng mang cái thân khổ này nè, nhưng mà người ta chọn một cái con đường không có quay lui, không có quay lui, chọn một con đường mà xoay lưng với trầm luân, thì đó là con đường giải thoát. Cũng sáu căn đó mà mình nhìn mình ngắm, mình nhìn mình ngắm nó mà bằng cái thích, bằng cái ghét, bằng cái phân biệt đó, là đó là chúng ta đang xoay lưng lại với giải thoát, mà đang là hướng mặt về sanh tử. Cũng cái thanh nghe, cái nhìn, cái ngửi đó mà chúng ta đón nhận nó bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng hiểu biết, bằng nhận thức, thì cái đó chính là chúng ta đang là quay mặt, đang xoay mặt về giải thoát mà đang xoay lưng về sanh tử nha. Đó, nhớ cái chuẩn nó như vậy. Và trong cái cõi trầm luân ấy, chúng ta do cái tiền nghiệp của nhiều đời, tiền nghiệp này nó gồm có thiện nghiệp và ác nghiệp đấy, rồi cộng với khuynh hướng tâm lý đó, rồi cộng với môi trường sống hiện tại, cho nên mỗi người có một cái tâm tư tình cảm hoàn toàn khác nhau. Mỗi người có một cái chỗ thích và chỗ ghét khác nhau. Ngày nào chưa biết đạo thì cái thích cái ghét đó đương nhiên là nó khác nhau rồi. Có người thì thích ăn ngon, có người thích mặt đẹp, có người thích nhà cao cửa rộng, có người thì thích xe đắt tiền. Rồi trong cái phụ kiện đó, thí dụ như có người thì thích đồng hồ, dây nịt, mắt kiến, nón, rồi cà vạt. Có người thì họ chỉ tập trung vào sưu tập đồng hồ thôi, có người họ chỉ sưu tập cái beo, cái dây nịt thôi, hoặc là giày, các loại giày. Rồi có người, những người phụ nữ thì họ thích bao nhiêu thứ, là giỏ sách, rồi túi sách, rồi dẹp, rồi khăn tròn cổ, khăn quấn đầu, tùm lum hết.
Đó là ngày chưa biết đạo. Tới lúc biết đạo rồi, biết được mọi thứ danh lợi hưởng thụ là phù du rồi, thì người ta tiếp tục tìm đến với đạo qua cái khác biệt của cá nhân. Đấy, tôi nói rất là nhiều lần, có người đến với đạo, bây giờ nãy đó giờ nãy thì mình nói bằng cái bất thiện trước thôi, tức là khi mà chưa biết đạo mình sống trong bất thiện đó, thì mình cái thích của mình không giống nhau, cái ghét của mình không giống nhau. Rồi tới lúc biết đạo rồi đó thì mình tu tập hạnh lành, đúng không? Ví dụ như là tính tấn niệm định tuệ, cái niềm tin, rồi sự tinh tấn, rồi chánh niệm, rồi thiền định, rồi trí tuệ, mình nghe nó cái tên nó giống nhau, không? Cái đức tin của thằng Tèo nó không giống đức tin của thằng Tí. Là vì sao? Là vì cái background, cái basement của thằng Tèo không giống thằng Tí, không có giống. Vì sao? Vì tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý cộng với môi trường sống hiện tại nha. Chính ba cái này của mỗi người không giống nhau, cho nên khi biết đạo rồi thì cái thằng Tèo nó tới chùa đó là nó chỉ khoái đi phục vụ thôi, rửa chén, chùi cầu, quét dọn, leo trèo, đục đẽo đào mương, vét ống cống gì đó. Đó là thằng Tèo nó thích, rất thích cái phục vụ. Nhưng mà thằng Tí đó, nó vô chùa nó rất là thích cái chuyện gọi là nghiên cứu kinh sách để làm con mọt sách trong thư viện. Đấy. Nhưng mà ba có thằng Tèo thì ông lại là khoái là ngồi thiền, má thằng Tí thì lại khoái nấu ăn, các bạn thấy chưa? Rồi cậu của thằng Tí thì khoái là với điện là cầu nguyện, thắp nhang, khấn vải tùm lum hết. Rồi mợ của thằng Tèo thì là thích xin xăm, thí dụ như vậy, các bạn thấy chưa? Nguyên cái dòng họ của nó kéo vào chùa, không? Mà mỗi người có một kiểu, một người thì làm có một sách ở thư viện, một người làm hành giả ở thiền đường, một người thì xuống bếp nấu ăn, một người thì nhào ra đi chùa cầu quét sân, một người thì leo trèo đốn cây đào đất, các vị thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Cho nên cũng cùng sống trong biển khổ hết, nhưng mà vì ba cái thứ hành trang đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống không giống nhau, cho nên khi mà sống bất thiện đó thì chúng ta không giống nhau. Tại cho nên không bao giờ có chuyện mà người cái mặt nó giống nhau 100% như hai giọt nước là sai, không có. Ngay cả hai vị Phật chánh đẳng giác đều có 32 hảo tướng, nhưng 100% là nét mặt phải khác nhau. Có nghĩa là nếu chúng ta có thể nhìn thấy cùng một lúc 80 vị Phật quá khứ mà ngồi một hàng như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng Phật Nhiên Đăng, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Cụ Lưu Tôn, Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca, rồi mai này là Phật Di Lạc, bảo đảm 1000% nét mặt của từng vị khác nhau. Chỉ có cái người đúc tượng hôm nay đó là có một khuôn mà đúc tới tóc thôi. Đấy. Ví dụ như mình qua Miến Điện, mình về Dân Gung gặp một cái chùa, họ thờ 28 vị chánh biến tri, mà tôi nói tượng nào cũng như tượng nấy. Chỉ có khác cái tay có vị thì để cái tay trước bụng trước rúng, rồi hai tay ấp vào nhau, có vị giơ tay ra phía trước, rồi có vị thì một tay xuôi một tay giơ, còn vị giơ hai tay cứ như vậy. Rồi y áo thì có cái y thì phòng, y ẩm phòng, có y thì gió thổi tạt qua bên trái, có y thì có cái là một cái có cái tượng thì gió tạt qua bên phải, chỉ vậy đó. Giống như Việt Nam ta này, cái đúc tượng Trần, vua Trần Nhân Tôn, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Quang Trung gì, cứ có một khuôn đúc rồi cứ đúc cái tên ở dưới, đúc cái tên, để cái tên là vua Trần Nhân Tôn thì nó biết đây là Trần Nhân Tôn, rồi để dưới là Quang Trung Nguyễn Huệ thì biết ở đây Nguyễn Huệ. Đó, Việt Nam mình còn ba cái ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du gì đó thì cứ là cứ cái áo sửa qua sửa lại vậy thôi, chứ còn cái mặt y chang hỏi sơ kỳ nó, tại vì người Việt hết đều là người tài hết. Cho nên tôi quay trở lại là vì cái căn cơ của mỗi người không có giống nhau. Đấy, không giống nhau, cho nên khi mà sống ác đó nó cũng ác khác nhau. Hai cái thằng ăn rồi đi chém người ta, thằng nó thích xài mã tấu, có thích nó thằng nó xài ống nước, cái ống tuyếp á, có thằng nó thích xài kiếm nhật, có thằng nó thích xài dao găm, có thằng nó lấy chai bia nó đập cho bể rồi nó lụi nó xoáy. Đấy, mỗi thằng có một kiểu, mỗi thằng có một kiểu. Rồi đó thì lúc tôi rồi hưởng thụ cũng vậy. Có người thì nó ăn thích ăn ngon, người thích mặt đẹp, rồi tới lúc tu cũng vậy. Chính lúc tu có người thích nên tu kiểu này, người thích tu kiểu kia, có người thì thích là tụ năm tụ ba. Cho nên chờ tôi tắt cái này, tôi quên quá.
À, thích tụ năm tụ ba tu nó mới vui, à, tu nó mới vui. Còn có người thì thích tu mình ở trên núi đó, có người tu ở phố. Rồi bây giờ tôi trở lại cái đề tài của mình, đó chính là chúng ta nên đọc gì và tại sao, rồi chúng ta không nên đọc gì và tại sao. Đó, bây giờ bắt đầu tôi mới kéo xiết cái đề tài vô nè. Chính vì cái căn cơ không giống nhau, cho nên cái sở đắc, cái thành tựu, cái sở chứng, cái điều tâm đắc của mỗi người không giống nhau. Có kẻ đi vào đạo tìm hiểu Phật pháp, kể cả cạo đầu đắp y làm tăng ni, mà cả đời cứ khóa làm học trò thôi, cứ ăn rồi cứ kiếm của người ta, cứ ghi chép. Có người thì họ lại bung ra đầu sâu kinh điển để phiên dịch, để biên soạn cái mới, chứ còn không có đi theo lớp một, không có đi theo cái mà người khác ban phát cho. Đấy. Còn có người thì cứ ăn là cứ đi chép với cả đời làm học trò. Rồi thấy chưa, là trong cái đám mà thích làm học trò đó, nó lại có gọi là 84.000 kiểu gạt nhau. Có người làm trò, làm trò để mà gọi là có ông thầy ở trên sợ điên mình lẻ loi, ngộ lắm, họ thích dựa, họ không có gan điên mình. Có người họ làm trò là bởi vì cái khả năng họ không thể đi cao được, họ mới làm trò. Có người họ sợ điên mình, nó lạnh, nó sợ ma, cho nên họ phải dựa vào thầy. Cái kiểu là cái kiểu mà làm trò nó có nhiều kiểu. Bây giờ làm thầy cũng vậy, thích có người thích làm thầy bằng miệng, có người thích làm thầy bằng cây bút, có người thích viết lách, có người thích phiên dịch, có người thích nói năng. Đấy. Nhưng mà cái lớn chuyện nằm ở chỗ này, vì cùng nằm ở trong cái biển khổ giống nhau, nhưng cái background thiện ác của mỗi người không giống nhau, cho nên cái khổ và cái vui của mỗi người không giống nhau. Từ đó nó mình nảy ra một cái vấn đề là cái nhu cầu và cái đường hướng, cái giải pháp để mà giải quyết vấn đề của mỗi người không giống nhau. Bắt buộc các vị phải tuyệt đối đồng ý cái điểm này. Đây, bắt buộc phải đồng ý từ điểm này. Vì cái background thiện ác của mỗi người không giống nhau, cho nên khi mà đứng cái background thiện ác không giống nhau thì cái khổ và cái vui không giống nhau, và cái thái độ của mỗi người trước cái vấn đề cũng không giống nhau. Cho nên khi mà vào đạo rồi thì cái ông A ông viết là ông viết, ông tìm hiểu kinh điển, cái nhận thức của ông dầu một cùng một thầy, một trường lớp, một khóa học, một niên học như là ông B vậy đó, nhưng mà tôi bảo đảm 1000%, 1000% phải là 100 mà là 1000%, cái nhận thức, cái thấm thía, cái tiêu hóa của hai vị không thể nào giống nhau 100%, dầu là một thầy, dầu là một lớp, một niên học nha. Đấy. Thì hai vị này bung ra mà giảng đó, thì cái ông A ông giảng gì thì giảng, ông cũng phản phất cái riêng tư của ông trong đó. Đấy. Và ông B ông nói gì thì nó cũng phản phất cái riêng tư của ông trong đó. Và khi viết lách cũng vậy, dầu nói là biên soạn hay là sáng tác hay là phiên dịch, thì tôi xin là đoan chắc 1000%, nói cái bất kỳ là 1000%, đấy, 1000% là trong cái ngôn từ của cả hai cái ông dịch giả này nó đều có điểm khác nhau. Gặp một cái từ Pali, một cái từ Anh ngữ, một cái từ tiếng Thái, một từ Miến Điện, bây giờ tra thì để tra, tôi chấp luôn hai nó tra cùng một từ điển luôn, nhưng mà khi cho ra tiếng Việt thì mỗi ông có một cái chỗ điển nghiêng. Tại sao ông này ông chọn cái chữ này mà không chọn chữ kia, mà tại sao ông kia ông chọn chữ kia mà không chọn chữ này, là vì cái background ông không giống cái background của ông kia. Đây, các vị thấy chưa, mai là dịch đó nha, tôi nói dịch đó, tôi chưa nói viết đâu. Biên soạn cũng vậy, cho hai ông là ngồi trong một cái thư viện to đùng, sách cao như núi không? Nhưng mà khi mà hai ông mà gọi là biên soạn về cùng một cái đề tài, cùng gọi là bảo vệ, cùng viết một cái luận án tiến sĩ, thì cho cùng một đề tài luôn nha, cùng một đề tài luôn, thì hai ông cũng viết khác nhau. Ví dụ như bây giờ nó là tìm hiểu cái gọi là chọn ra những cái bài kinh là những cái bài kinh mà giải thích về Vipassana trong là Trung Bộ Kinh, thì hai vị chắc chắn là có những bài kinh giống rồi đó, chắc chắn mà sẽ thoát được 152, sao thoát được
Tôi viết một cái luận án tiến sĩ là ví dụ như lấy cái đề tài là thiền quán được nói đến như thế nào trong bộ kinh đó, thì cái số bài kinh mà hai vị tâm đắc đó, không giống nhau, rồi cái chỗ trích dẫn của hai cha khó mà giống nhau, và tôi cho là trích dẫn giống nhau đó thì cái phần diễn dịch bên dưới cũng khác nhau. Bởi vì sao? Vì các vị luôn luôn và bất cứ lúc nào, ở đâu lúc nào, đi đâu, nói gì, viết gì, thì nó đều đem, các vị đều đem cái dấu ấn cá nhân gắn vào trong đó, thoát không có ra. Đây nó có một câu rất là hay: ta có thể băng đại dương, ta có thể lên đến Everest, băng ngang đại dương và leo đến Everest, không? Ta có thể đi trong không gian với đi trên đi máy bay với tốc độ 1.000 km một giờ, không? Đi với tốc độ Mach 1, Mach 2, vượt một lần tường âm thanh, hai lần âm thanh, đúng. Nhưng mà có một chuyện rất là đơn giản, không ai nhảy ra khỏi cái bóng của mình hết. Các vị có hiểu không? Các vị đi với tốc độ nào đi nữa thì các vị cũng không thể nào mình là một cái con người mà có thể nhảy ra khỏi cái bóng của mình. Chúng ta từng là một phi công, chúng ta lái gọi là F-35 của Mỹ đó, mới nhất đó. Chúng ta từng lái gọi là đi là chúng ta là astronaut, chúng ta đi ra ngoài vũ trụ, ra khỏi khí quyển. Chúng ta là từng đi tàu ngầm, chúng ta từng là đi lái xe F1, lái xe công thức, đủ thứ hết. Chúng ta đi đủ thứ phương tiện, chúng ta có nhanh, có lẹ, có giỏi cách mấy, có mạnh cách mấy, nhưng mà không ai mà nhảy ra khỏi cái bóng của mình hết. Lên đó vì A-la-hán đó, A-la-hán thinh văn với độc giác đó, thì các vị cũng chỉ nhảy ra được có một phần cái bóng của mình thôi. Vì sao? Vì cái bóng của mình là cái gì? Là phiền não. Cái bóng ở trong trường hợp này nè, bởi vì còn phàm phu nó tới 1001 cái bóng là thói quen này, thói quen kia, mà đa phần thói quen nào cũng là từ phiền não mà ra hết nha. Thói quen thích, người ta sẽ thích cái này, người ta sẽ ghét cái kia, và sẽ chọn cái nọ, và sao không chọn cái kia đó. Đắc A-la-hán rồi đó, thì không còn phiền não nữa, một tí tí phiền não cũng không còn. Mà khi không còn phiền não nữa thì các vị sống hoàn toàn bằng một con người mới. Nhưng mà nãy tôi có nói rồi, vị A-la-hán thinh văn và độc giác cũng còn sót lại một tí tí cái bóng của mình. Mà cái bóng nó phải là bất thiện, mà là thói quen. Thí dụ như có những vị là những vị A-la-hán đắc đạo rồi đó, chỉ muốn rút lên núi trong hang sâu, thiệt là sâu ở trong đó, không muốn gặp ai hết. Bây giờ chúng sanh mà nó có bò tới trước hang mà nó dậy đành đạch đạch, nó trào máu họng từ ngày, chỉ cần mà ngài thấy rằng không giúp được là ngài không có xuất hiện. Nó lạ vậy đó, cái hạnh các ngài giống như người không có hiểu, chửi rồi tiểu thừa rồi trốn đời, không phải. Tại cái hạnh người ta nó như vậy nha. Ta thấy bây giờ có độ cho lắm mà cũng mắm với dưa, mà có độ vừa vừa nó cũng vừa với mắm. Mà trên đời này nó bằng cái trí thông minh, bằng cái trí tuệ thông minh, bằng cái trí tuệ sắc sảo, người ta có được cái lòng vị tha yêu thương chúng sinh. Nhưng mà phải cẩn thận, cũng trí tuệ nó lại khiến người ta quay lưng với chúng sinh. Tôi nói cho lớp biết rồi đó, chứ đừng có mà bắt chước người ta mà chửi đứa này tiểu thừa, đứa kia đại thừa, không có ai phải nhớ kỹ rồi đó. Cũng chính cái trí tuệ, tùy cái cách hiểu vấn đề thôi, tùy cái khía cạnh thôi. Cũng với trí tuệ mà chúng ta suy nghĩ làm sao đó mà mình thấy thương vạn loại chúng sinh, mình sẵn sàng săn áo săn quần nhảy vào cái biển lửa để mà làm Bồ Tát tế độ chúng sinh muôn loại. Nhưng mà cũng bằng trí tuệ mà người ta thấy mọi thứ đó là đồ giả, là đồ dởm. Bây giờ khổ cho lắm thì cũng chỉ là vô thường, cũng là sanh diệt. Mà lạc cho lắm là cũng vô thường sanh diệt. Đó là nói rốt ráo. Còn mình nếu anh nói ở mức độ tương đối thì mỗi cá nhân đều đi theo cái nghiệp của mình. Bây giờ mình thọ ta dùng can thiệp cũng không được. Chỉ nghĩ có hai chuyện có thể chuyển nhất, tất cả chỉ là chớp tắt sanh diệt. Bây giờ có mình có độ được 1.000 đứa đó đắc A-la-hán thì thế giới cũng vậy, không thay đổi. Mà bây giờ mình cứ để cho tiếp tục 1.000 đứa nó đi xa đọa thì thế giới vẫn như vậy, không thay đổi. Chính cái trí tuệ nó dạy cho mình thấy như vậy. Cái đó là trí tuệ đó nha. Nhưng mà ngược lại cũng có một hướng khác. Có một cái hướng khác, người ta nghĩ rằng người như mình hiểu được vấn đề mà mình không chịu khó, không chịu cực, không chịu ra tay, thì cái đám mà nó u mê, nó dựa vào ai để mà nó giải thoát tội nghiệp quá.
chính cái suy nghĩ này lại cũng là suy nghĩ của trí tuệ, nhớ nha. Khổ cái đó. Cho nên trong cái đám mà người lành đó, trong cái đám mà trí tuệ hiền nhân đó, hiền sĩ đó, các bậc đại sĩ đó, thì cũng có hai hướng suy tư. Có hướng thì suy tư để rồi quay lưng với cuộc đời, lên núi vô trong hang sâu ở mình, đó cũng là cách nghĩ của trí tuệ. Chính trí tuệ đã đẩy cái vị đi vào núi. Nhưng mà lại một cái hướng khác, cũng chính trí tuệ mà đã đẩy cái vị văng về phố để mà độ sinh, nhớ nha. Đấy, cho nên tôi đang nói đến thiện, cái tôi bất thiện ở đây là mình miễn bàn, mình đang nói đến thiện. Ngay trong cái thiện đó, nó cũng có 3-7 đường, nó cũng có 3-7 đường thiện đâu đó nha. Vì cái căn cơ của mỗi người không có giống nhau. Đấy, bây giờ tôi trở lại kinh sách. Không có biết cái gì hết thì dĩ nhiên phải đọc sách, phải đi nghe giảng. Nhưng mà đọc cái gì? Chuyện đầu tiên mình tự xác định mình cần cái gì, chứ không phải là mình nói là bây giờ tôi sơ cơ, tôi vô chùa tôi gặp cái ông đó, bà đó, sư đó, thầy đó, vợ kêu tôi quăng tôi cuốn kinh để nó dạng đọc. Cái trung học thì hơi khó nói, thì nói đại học cho nó dễ. Ở đây ai từng đi học đại học thì biết sách trong đại học nó có nhiều loại lắm. Nó có những cái loại như reference book hay là recommend book, có là những loại sách mà người ta đề nghị mình nên tham khảo, sách gần như bắt buộc phải đọc. Nhưng có những loại sách đọc thoáng qua rồi. Tây nó có một cái câu rất là hay, đó là có những cuốn sách nên nuốt trọng, không suy nghĩ, không do dự. Có những cuốn sách phải nhai, phải nhai rồi phải lừa qua lừa lại trong miệng đó, xong rồi mới nuốt. Rồi có những cuốn sách đó, cắn dài miếng liền. Còn có những sách le lưỡi liếm xong. Có những sách ngửi ngửi là được rồi. Có những sách liếc mắt qua nhớ đừng đụng tới. Cái kinh nghiệm đọc sách đã là như vậy. Có những cuốn là phải nuốt trọng thôi. Đấy. Nhưng có những cuốn phải nhai cho kỹ rồi mới nuốt. Có những cuốn cắn cho nó dài phát rồi bỏ. Có những, tức là cái gì hay hay đó mình select đó thôi. Rồi có những cái là mình chỉ ném nhẹ ra rồi bỏ. Có những cái chỉ cần là đừng cầm lên ngửi là để xuống. Đấy. Có những cái liếc mắt là đủ rồi. Nhưng mình ra không nên đụng tại đó. Đấy. À, nhớ cái đó. Thì cái chuyện đầu tiên là anh phải xác định cho tôi biết là cái nhu cầu của anh đến về đạo để làm cái gì. Cái mặt của anh khoái trang điểm, anh khoái gồng gàng, phấn son mỹ phẩm, anh còn quá nặng nợ trần ai khoai cũ không? Anh còn quá nặng cái chuyện ái ân tình trường, chồng, vợ, nam, nữ, anh còn mê cái đám con, đốc chốc, 5 tuổi, 7 tuổi của anh. Anh còn khoái chân dọn nhà cửa, nấu ăn, anh còn khoái chân hoa, làm vườn, quét dọn, mua sắm, nội thất, tùm lum hết. Tôi nói thiệt, cái thứ của anh đó, cái thứ của chị đó, nha. Chỉ có một cái giá trị duy nhất thôi, là vô chùa thọ tay móc túi cúng dường rồi đi về đi. Chỉ cái thứ đó đi coi kinh, nó hư cúng kinh, rách kinh, uổng, nha. Nó uổng lắm, bị cái lòng anh nó đợi 100%, 100% mà. Cho nên cái thứ đó là mấy cái này mấy hôm nay, có mấy người, không phải mấy hôm mình đã cũng lâu lâu từ ngày tôi giảng online. Có mấy mẹ mà đi hỏi tôi bà tào lao mà tôi mới vừa liếc cái tin nhắn hay là cái email rồi tôi đã đoán ra rồi thì cái đó thì nó quẩn nó rậm rồi nó, kiểu ngồi lê đôi mắt buông dưa lê đó. Hỏi tầm bảy tầm ba, cái người thật sự họ có lòng cầu đạo, họ không phải như vậy thưa quý vị. Họ hỏi ngay cái tâm điểm quý vị nha, họ hỏi ngay cái cốt lõi, họ hỏi ngay cái chỗ cần hỏi, họ hỏi ngay cái chỗ gút mắt mà cần được giải tỏa, cần được khai giải đó quý vị nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó là quý vị phải xác định tại sao mà quý vị đến với đạo và quý vị cần cái gì ở đạo này, thì lúc đó mình mới lựa sách mình đọc. Thứ hai nhớ, hồi nãy tôi đánh một dòng rất là rộng mà không biết bà con có đủ trí nhớ để gom lại hay không. Bài giảng của thầy bà tăng ni nào đi nữa, sách vở nào đi nữa của mẹ cha viết lách biên soạn phiên dịch sáng tác phỏng dịch gì đi nữa thì luôn luôn có cái dấu ấn cá nhân của người đó trong đó, nhớ. Cho nên nhớ cẩn thận cái này, chúng ta không thể mang cái đôi giày của người khác vào cái chân của mình được, làm ơn nhớ lấy cái điểm này, nhớ cái điểm quan trọng này. Chúng ta không thể mang cái đôi sọt cái chân dầu các vị thấy nó vừa, nhưng mà theo tôi biết mấy ông bác sĩ chuyên về chân ấy, ông có khuyên thế này, cái đôi giày đó nó ảnh hưởng đến cuộc sống mình ghê lắm, không? Cho nên nó là nếu mà mình là nghi ngờ cuộc sống mình nó đau hoặc cái chân mình nó không ổn
thì họ khuyên tốt nhất nên tốn một ít tiền để đi đặt một đôi giày cho nó đúng mức. Không, ở Mỹ nó có cái hiệu giày gọi là SAS, SAS. Bên châu Âu, bên Anh thì nó có cái giày Dr. Martin. Còn bên Thụy Sĩ thì tôi nhớ mang máng hình như Bailey cũng có chỗ để đóng giày, mà Anh thì có Dr. Martin, Mỹ thì có SAS. Là mình đau chân á, là mình ra đó, làm họ đo cho mình, họ tính toán cái gót chân, cái lõm của cái lòng bằng chân, cái lòng cái gan bằng chân thế nào, họ tính toán. Rồi một họ đóng cho họ, còn hai họ kiếm cái tấm lót ở dưới cho mình. Chứ còn mà mình thấy đôi giày nó đẹp, vừa chân mình chọn vô, ok, anh mang thì nó gì, nhưng mà về lâu về dài nó di hại nha, nhớ cái đó. Và có rất là nhiều người, tôi giảng cái này thì chắc lẽ nhiều người họ nghĩ tại sao tôi không sư, tôi quan tâm cái đó, bởi vì cái đầu của tôi chú ý cái đó, tôi biến, tôi đưa nó vào Phật pháp, chứ không phải như quý vị, các vị quan tâm xong các vị vẫn quan tâm nói như là vấn đề của thế gian, nhưng mà không, tôi biết có liếc nhiều người thấy cái chân họ, tôi biết họ có cái chân nó nguyên thủy, nó không có tật, nhưng vì họ muốn cái chân họ nhỏ mà trong khi cái xương quá lớn thì họ phải ráng, họ ép, họ gượng, họ nén, họ chèn, nén ép gượng chèn cái chân to đùng của họ đó vô ở trong cái đôi giày nhỏ. Lâu ngày đó cái phần to thì cứ to mà nó túm nó làm hư đi ngón chân cái. Ở đây chắc trong đây rất là nhiều người biết rồi đấy. Thì mình cũng vậy, đến với vấn đề tinh thần như Phật pháp, mình nhiều khi mình thích ông thầy nó quá đi, xin lỗi, đánh rắm mình cũng thấy nó thơm nữa, đấy, cũng ho mình thấy nó cũng hay nữa, đấy, ráng mình gồng, mình chấp nhận ổng, mặc dù mình thấy ổng nói nhiều cái điều nó hơi kỳ kỳ, đó, nó hơi kỳ kỳ. Mà trong khi đó mình là vì mến, hoặc là vì cái lý do là trọng quýnh quý trọng thầy, nghe nói là đổi thầy là có tội, là phản bội, là không trung thành, thế là mình đã theo thầy đó rồi mình nhắm bỏ. Vấn đề là chỗ đó, thế là mình phải đem mình nuốt cho cạn những cái gì mà thầy phun ra. Và lâu ngày chính cái vấn đề của thầy nó trở thành cái vấn đề của mình, cái vấn đề của thầy nó là vấn đề của mình. Trong khi đó tôi nói rất là nhiều lần, người ta bị tiểu đường cho nên người ta tránh ăn ngọt, người ta bị cao máu, người ta tránh ăn mặn, người ta bị cholesterol, người ta tránh dầu mỡ, đấy, người ta bị bao tử, người ta tránh đồ chua. Thế là mình bắt chước, mình tránh theo, mà trong khi đó mình đang cần, mình đang ngâm, lúc mình đang cần đường, lúc mình đang cần chua nè, mà mình gặp cam mình không dám ăn là vì sư phụ mình bị bao tử lâu, đã lâu rồi sư phụ cứ lên án trái cam cho nên mình không dám, mà lý do là ông bị bao tử, ông sợ chua lắm. Đó, vấn đề là chỗ đó, cho nên nó hay nhớ cẩn thận, chuyện đầu tiên đến với đạo, dầu đọc hay là nghe, mình phải xác định một điều là mình cần cái gì. Và để một điều nữa, một cái câu thần chú mà bà con tìm đạo bắt buộc sống chết gì cũng phải nhớ, xăm lên trán để nhớ câu này. Có hai cách tìm đến chân lý. Cách một là mình tìm hiểu vấn đề như nó là, tức là nó làm sao mình hiểu như vậy. Cách hai là mình tìm đến với chân lý như mình muốn, có nghĩa là mình chọn ông thầy đó vì cách đó ông đã hợp với mình. Nhưng mà ở đây ai là bác sĩ, ai là dược sĩ chắc biết cái này. Không phải cái gì mình thích nó đều là tốt, không phải cái gì ngon cũng đều là lành, và không phải cái gì lành nó cũng là ngon. Nhớ cái này nha, cái câu này phải nhớ. Không phải cái gì ngon cũng đều là lành. Lành là safety đó, là healthy đó. Safety, healthy gọi là lành. Có nhiều cái nó không có tasty, nó không có delicious, nhưng mà nó rất là safety, nó rất là healthy. Nó có những cái nó ngon mà nó không có lành, có những cái nó lành mà nó không có ngon. Có những người mình chơi họ rất là vui, nhưng về lâu về dài chỉ có hại thôi. Rồi có nhiều người đó, chơi họ thì cũng chẳng phèo, không có gì vui, nhưng mà nó vô hại, thậm chí nó an toàn nữa là khác. Không, nó an toàn. Thì ở trong rum này các vị biết rồi, ở trong nguyên cái chén thuốc bắc có gì đâu ngon, chỉ có cái trái táo tàu nó ngon thôi. Nhưng mà cái chữa bệnh không phải là trái táo tàu, không phải là cái dây cam thảo, mà nó là đổ trọng xuyên khung thuộc địa hà thủ ô, nó là hoài sơn câu kỷ tử. Chứ còn ba cái táo tàu nó có gì đâu, cái dược tính đó, cam thảo táo tàu nó là vậy, gần giống như tá dược thôi đấy. Nhưng mà đa phần người ta ai khi mà đổ cái xác thuốc bắc thì cũng vét lụm cái đá tàu bỏ miệng nhắm nó đại khá nó như vậy. Cho nên cẩn thận khi tìm đến đạo coi chừng là mấy cái thầy bà kinh điển mà mình coi toàn là táo thợ cam thảo không à, nhớ cái đó. Rồi mặt mình ơi, bên tây dược các vị thấy cái lớp đường mà nó áo bên ngoài cái viên đồ
đó nó phải là cái chữa bệnh, cái chữa bệnh là cái bên trong kìa. Nhưng mà đa phần mình thấy là cái viên thuốc mà bọc đường đó, thì cái phần cái đường nó rất là ngon. À, ngay riêng tôi cũng thích đó, bây giờ già rồi nhưng mà tôi nhớ tôi cũng khoái cái ngọt ngọt đó lắm. Cho nên sách gì nên đọc thì cái chuyện đầu tiên là mình phải xác định là mình cần cái gì. Thứ hai, tại sao mình thích cuốn sách này, tại sao mình thích tác giả này, tại sao mình thích cái ông giảng sư này. Mình phải coi kỹ mình đến với ông là vì mình thích hay là vì mình cần nha. Toàn bộ cái hành trình mà thành Phật chỉ có một câu thôi, một câu thôi. Nguyên cái kinh điển mà trùng trùng cao như núi chỉ có gom còn câu đó là phân biệt được cái mình cần và phân biệt cái mình thích. Chỉ vì có cái câu này mình thành Phật và không thành thôi nha. Chỉ có cái phân biệt là cái gì cần, cái gì thích. Có những cái mình cần nhưng mà mình không khoái nữa, nhưng mà cũng phải ráng nuốt. Có những cái mình thích thiệt nhưng nó không cần, phải ráng can đảm bỏ. Còn có những cái mình vừa cần mà nó cũng là cái mình thích thì khỏi nói, khỏi nói. Hoặc là mình cái đó không cần mà mình cũng không ưa thì cái này cũng khỏi nói nha. Khỏi nói, hai cái này không có cần nhắc tới làm chi. Cái mà nó vừa hấp dẫn mà nó vừa cần thiết thì cái này không cần thiết, là không cần nói tới làm chi. Hoặc là thấy ghét mà cũng không cần thiết luôn, cũng không cần nhắc. Nhưng cái lưu ý hai cái đầu, nó cuốn hút nhưng mà nó vô ích, nó hấp dẫn mà nó vô ích, hoặc là có hại, hoặc là nó có lợi nhưng mà nó khó nuốt, thì nhớ cái này. Cho nên toàn bộ hành trình tu chứng để mà đạt được cái Phật đạo nó chỉ nằm ở trong một câu này, đó là phân biệt được cái mình cần và phân biệt được cái mình thích. Nhớ cái này rất là quan trọng nha. Cho nên pháp sư, giảng sư, dịch giả hay là kinh điển hay là những bài giảng hoặc là bất cứ cái gì trong cuộc sống này, về tinh thần hay vật chất, thì một người trưởng thành, một người cẩn trọng phải luôn luôn nhớ rằng cái thích và cái cần có thể nó không đi chung với nhau, có thể lắm, không phải có thể mà rất có thể nó không đi chung với nhau. Cái thích và cái cần chưa thể, chưa chắc. Và tôi đã nói rất là nhiều lần trong các bài giảng của tôi là trong đời sống của chúng ta, cái chúng ta thích luôn nhiều hơn cái chúng ta cần. Tôi bảo đảm như vậy. Cái mình thích, bởi vì cái mình thích nó không có giới hạn, nó unlimited, nó là countless nha. Cái mình thích nó là không giới hạn, nhưng mà cái mình cần đó, thì tôi nghĩ mình có thể đếm được không? Cái mình cần, thật sự cần mình đếm được. Nhưng mà cái mình thích thì tôi dám nói là vô số. Các vị muốn tôi chứng minh không? Ví dụ như bây giờ có bao nhiêu kiểu áo quần, bao nhiêu kiểu giày dép, rồi bao nhiêu kiểu nón, bao nhiêu kiểu đồng hồ, mắt kính, dây nịt, rồi bao nhiêu kiểu phone, rồi bao nhiêu kiểu tivi, rồi bao nhiêu kiểu xe, bái biết bao nhiêu quý vị. Unlimited nha. Nhưng mà cái mình cần thì không. Cái mình cần thì từ lâu mình đã xác định được rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể xác định được cái mình cần. Nhưng mà cái mình thích thì tôi xin bảo đảm rằng các vị không có ai có khả năng xác định được cái mình thích là bao nhiêu. Nhưng mà cái mình cần tôi bảo đảm mình có thể xác định được. Ví dụ bây giờ mình có thể đưa ra, mình có bao, về sức khỏe mình cần cái gì không? Về cái chuyện ăn mặc mình cần cái gì? Ăn mặc ở mình cần cái gì? Đời sống mình căn bản chỉ bao nhiêu thôi. Ăn mặc ở và phương tiện đi lại. Rồi cái thứ năm đó là truyền thông. Đó, phương cái khả năng cái chuyện mà communicate với người khác, đó, ăn mặc ở đi lại và truyền thông, đó, liên lạc với người khác. Vậy có năm cái, chỉ có năm cái này thôi thì mình lựa cái gì mà nó vừa túi tiền mình mà làm mà nó hiệu quả nhất, an toàn nhất, chỉ chọn cái gì nó thuộc về năm cái này thôi. Nhưng mà cái thích thì không, cái thích nó bao trùm toàn bộ đời sống của chúng ta. Cho nên nhớ cái này, ngay ở trong cái đời sống vật chất mình phải cẩn trọng phân biệt cái thích và cái cần đã đành. Mà ngay trong đời sống tinh thần, đời sống tâm linh cũng vậy. Tránh đọc cái gì mà tự mình ấy, thấy nó, cái lợi ích của nó mơ hồ và cái tác hại của nó rõ ràng. Hoặc là tránh đọc cái gì mà mình thấy trước mắt nó không có mắc mớ gì cái đời sống tâm linh của mình hết. Tránh đọc cái đó, đó. Và chúng ta ở đây chúng ta cũng nên kịp địa điểm sơ là một chút về cái lịch sử kinh điển. Điểm sơ là một chút. Thời Đức Phật theo bên trong kinh điển Nam truyền thì Phật tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Phật pháp là tùy duyên chứ còn không có phải là như bên Thiên Thai Tông mà ông Trí Khải mà ông chia cái ngũ thời thuyết giáo đó. Ông nói là lúc Phật mới thành thì Phật giảng kinh Đại Thừa, rồi sau đó thấy
có nhiều người không hiểu cái phật mới giảm từ từ, nhưng mà theo cái ông Trí Khải đại sư ông bày ra cái vụ mà ngũ thời thuyết giáo đó, thì có hai vấn đề lớn này. Một là ông làm giống như Đức Phật đó, là ngày soạn bài sẵn để ngày độ chúng sinh. Cái thứ hai là chính vì ông tính làm gì cho nó hay, ông tính được bài nó có đánh hay vô cùng, ông lại phỉ báng Đức Phật. Cái thứ nhất, một cái vị giáo chủ như Đức Phật, một cái vị đại giác như Đức Phật mà phải soạn bài sẵn, thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thứ hai đó là ông cho thấy là Đức Phật có nhầm lẫn, tức là lỡ soạn ra thấy xả được sửa. Mà trong theo mình hiểu trong kinh Phật thì chư Phật chánh đẳng giác không có vụ mà rút kinh nghiệm sâu sắc, không có. Chư Phật chánh đẳng giác không có vụ rút kinh nghiệm, chư Phật chánh đẳng giác là không có cái chuyện là nghĩ không tới, nghĩ không tới rồi cái làm gì cho nó sai lầm rồi sao nó điều chỉnh sửa chữa, không có. Mà chính ông Trí Khải đại sư cũng làm cái chuyện đó, ông phỉ báng Phật mà bắt tông á, lại buông rồi đó. Rất nhiều người họ tin cái ngũ thời thuyết giáo nó rất là vô lý. Thứ nhất, cái đối tượng mà Phật gặp không có phải thứ lớp, không phải là ngày gặp cái đám mà đại học trước rồi tới trung học rồi tiểu học, không phải. Sáng ngày gặp ông vua, buổi trưa gặp kỹ nữ gái điếm, buổi chiều gặp thằng cướp, buổi tối gặp con học giả. Nó khổ như vậy đó. Sáng gặp vua, trưa gặp nhỏ gái điếm, mà chiều gặp thằng cướp, mà tối gặp con học giả. Rồi hôm sau thì buổi sáng gặp ông tu sĩ, từ buổi trưa đó thì gặp ông thương gia, buổi chiều gặp thằng mài, rồi buổi tối thì lại gặp thằng cướp. Khổ vậy đó. Cho nên là cái đời hoằng pháp với ngài, các đối tượng đó không có sắp xếp theo tướng lớp, mà như là ông Trí Khải tưởng tượng. Ông tưởng tượng là ngày này, một là ngày soạn bài trước, giống như mấy ông thầy giáo là thầy giáo vậy đó. Hai là ông cho rằng ngài có nhầm lẫn, tức là lúc mới thành cao hứng đuốc cho nguyên một cái chương trình quá trời đất, rồi sau đó thấy nó bị hút, bị hớ, nó quá cái tầm nhận thức của cái đám thính giả, bèn chỉnh lại. Cho nên là có lúc thì giảng đại thừa, có lúc thì giảng tiểu thừa, còn giảng thì năm mùa khác nhau. Nhưng mà bên mình thì từ cái thời pháp đầu tiên cho đến cái thời pháp cuối cùng trước khi biên tịch của Đức Phật nha, thì hoàn toàn là tùy vào cái căn cơ, cái trình độ của người đối diện. Ngài không có hề có cái vụ mà biên soạn, không cần nha, không cần gì đó. Và biên cho đơn biên, thứ nhất trong kinh nói ngài là chánh đẳng giác, ngài nhìn người một người là ngài biết ngay 800.000 ức triệu kiếp về trước nó đã tu bao nhiêu, cái ác của nó là ác kiểu gì, mà cái thiện nó là thiện kiểu gì, cái background nó là sao, bây giờ cần nói cái gì cho nó nghe, một câu một, hoặc là một đứa nào có nhiều người do cái nhân duyên thì nó phải nói cho nghe một câu, có người bốn câu, có người thì là một bài pháp ngắn, có người muốn một bài dài xong, có người thì ngài nói cho họ đi xuất gia. Để ngài biết cái người này không có cách chi mà đạt đạo bằng một thời pháp, ngài phải nói cho họ đi xuất gia. Họ đi xuất gia 3 tháng, 8 tháng, 10 tháng, họ đặt có người 15 năm, 20 năm, 40 năm họ mới đặt. Nhớ cái đó, có những vị tu được mấy chục năm, có những vị Phật tịch rồi, họ mới chịu đặt rồi họ tịch luôn. Có trường hợp đó, có trường hợp đó. Có nghĩa là có những vị họ đắc đạo trong một câu, qua một câu nói, hai câu, bốn câu, nửa thời pháp, một phần tư thời pháp, nguyên một thời pháp. Các vị phải nghe 8 thời pháp, 15 thời pháp, và vị phải đi xuất gia 1 tháng, 2 tháng. Các vị phải tu 1 năm, 2 năm, 5 năm, 15 năm. Các vị phải đợi Phật tịch rồi họ mới đắc đạo. Đó. Cho nên nhớ cho đó. Cho nên nguyên thủy thì Phật pháp là chỉ có một. Chỉ có một thôi, đó là Phật, gọi là Phật ngôn. Nguyên thủy đó. Rồi trong cái Phật ngôn đó đó, thì Đức Phật ngày mới có những trường hợp là ngày kể thành chính, ngày nói cái nào mà vừa có văn xuôi vừa có văn vằn á, thì gọi là gây giá. Còn cái nào mà chỉ có văn văn xuôi mà có văn vằn thì gọi là xuất tán. Cái nào mà kể lại cái tích tiền thân thì gọi là bổn sinh, cái nào mà có vấn đáp thì gọi là phương quản. Thí dụ như vậy. Còn nguyên cái tạng A Di Đà thì gọi là ký thuyết. Thì chính ngài phân ra Phật ngôn thành chính, nhưng mà căn bản chỉ là một, chỉ là Phật ngôn thôi. Trong Phật ngôn nó mới chia ra, tới lúc mà kiết tập tâm đảng đời sau, người ta mới chia ra thành ba tạng, ba tạng người ta mới kê chia ra,
Tặng kinh gồm cái gì, tặng lực là cái gì, và bữa nay tôi nói là cái này cái vị, có lẽ là cái vị người nào dốt đặt từ đó giờ biết thì nghe cũng giống như là dịch nghe sắm, còn người nào đó giờ đã biết lơ mơ bữa nay nghe cái vị rất là sốc, sốc nặng lắm nghe. Thật ra cái tâm tạng đó mà nói là Phật ngôn, tức là lời Phật đó, không có bao nhiêu hết. Thí dụ như nguyên cái tặng A Di Đàm mà do chính Đức Phật thuyết, chính kim khẩu của Ngài thuyết, chính Ngài giảng ra trên của trời đó, thì cái ai đi đàm nó dài dữ lắm. Trong kinh nó có tốc độ Đức Phật nói chuyện nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần nha, mấy lần tốc độ nói chuyện Đức Phật nhanh hơn người bình thường mấy lần. Mà trong khi đó Ngài thuyết không dừng nghỉ một xe canh nào hết, không dừng nghỉ một xe canh nào hết trên cõi trời. Có nghĩa là đến giờ ăn thì Ngài dùng thần thông Ngài tạo ra một vị giống hệt như Ngài, tiếp tục nói. Và cái sự chuyển đổi đó, đó không có ai biết hết, chỉ có Ngài biết thôi. Tức là đến cái giờ đi bát thì trước khi mà Ngài đi bát thì Ngài tạo ra một cái vị giống y hệt như Ngài, như vậy mình tạm gọi là bốc hơi đó. Tức là cái vị mà ở lại đó là cái bóng Ngài tạo ra thôi, còn cái vị thiệt là Ngài đi bác. Mỗi ngày như vậy, tính theo cái thời gian, cái thời kỳ, cái tính theo cái thời gian của cõi người đó. Ở trên cõi trời đó thì cõi trời đâu lợi, đó là 100 năm của mình đó, bằng một ngày đêm trên đó. Cho nên chạy ra thời gian Ngài giảng 3 tháng rồi đó thì chỉ có chưa tới 4 phút, chưa tới 4 phút trên cõi trời nữa. Cho nên khi mà Ngài đi thì họ không biết. Nhưng mà cái chuyện này bà con mới tin nó là phong thần. Cho nên cái chánh mà tôi muốn nói ở đây đó là Đức Phật nói nhanh hơn người bình thường gấp nhiều lần. Vậy mà các tạng A Di Đà mới Ngài giảng liên tục 90 ngày không nghỉ một second nào hết. Nha, nhớ kỹ nha. Ngài nói nhanh á, Ngài nói nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần, mà Ngài giảng A Di Đà suốt 3 tháng như vậy, 3 tháng của nhân loại đó. Đấy. Vậy mà mỗi ngày đó Ngài gặp Ngài Sa La Phất ở chỉ cõi người này nè, từ trên đâu lại người xuống, thì Ngài nhắc lại cho Ngài Sa La Phất là hôm nay ta nói vậy đó, thì Ngài Sa La Phất Ngài mới gom hết cái A Di Đàm này Ngài nghe được, Ngài về Ngài làm gọn lại, chính là cái A Di Đàm mà hôm nay chúng ta học đó, cái A Di Đàm mà 12 cuốn mà bây giờ mình gặp trong cái tủ đại tạng Pali đó, đó là do Ngài Sa La Phất Ngài làm gọn lại. Chứ còn nếu mà nguyên lời Đức Phật trên cõi trời đâu lại đó, thì dài không tưởng tượng được. Thì thế nào trong trâm này cũng thắc mắc là vậy Ngài nói nhiều rồi nói cái gì? Không, chắc chắn phải thắc mắc chứ. Ngài nói cái gì mà Ngài sẽ thắc mắc làm gọn lại. Ngài phân tích thôi. Ngài phân tích. Thí dụ như riêng cái phần mà đầu đề thiện. À, tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp lưu ký đó. Cái đó mà phân tích ở bên cái bộ Bát Tha Na nó lên tới 6 triệu câu. 6 triệu câu. Trường hợp nào là pháp thiện trợ thiện, trường hợp nào là thiện trợ bất thiện, trường hợp nào là thiện trợ vô ký, à, rồi thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, rồi thiện trợ thiện bằng duyên gì gì đó, tức là bung nó ra bằng vô số trường hợp, thì tổng cộng là riêng cái phần mà đầu tam đề thiện nó là 6 triệu câu, mà trong cái phần Ngài Sa La Phất thì Ngài chỉ nói công thức thôi, Ngài làm một hai câu mẫu cho mình biết vậy thôi. Chứ còn Ngài không có nói nguyên như Đức Phật, Đức Phật nói nguyên vẹn, Ngài chia ra luôn trên cõi trời, Ngài chia ra luôn này. Cho nên kinh điển nguyên thủy mà nói là kinh Phật đó, thì không bao nhiêu hết, bởi vì mình thấy trong Trung Bộ đó thì có 152 này, mà trong đó có một số không phải của Ngài mà của các vị đệ tử của Ngài. Rồi Trường Bộ thì mình thấy bên đây có vị về, mấy vị lấy cái đầu rồi tỉnh tỉnh này chút không, chứ còn mình thấy kinh tạng là quỳ xì sập, không dám suy nghĩ, không dám nghi ngờ, là thì thôi cái người đó tôi cũng lại luôn nha. Chứ cái vị đọc kinh Trung, kinh Trường Bộ, cái vị bình tĩnh, cái vị liếc kỹ trong đó, liếc kỹ cái Trường Bộ, cái phần nào mà Đức Phật Ngài dạy chính ngày nãy này đại dương hay là này các vị kheo, phần không có nhiều, mà trong đó các vị trừ ra cái phần kể chuyện đó. Lúc bấy giờ ông gì đó ông đến gặp Ngài, ông mặc cái áo màu gì, ông đi chiếc xe ngựa do 4 con 2 con kéo gì đó, rồi lúc đó là buổi trưa, lúc đó trời mưa, lúc đó trời nắng gì đó, trừ mấy đó ra đó, không 32 bài Trường Bộ không còn bao nhiêu hết đó. Hoặc nguyên cái bài Đại Bát Niết Bàn thấy dài xong, mà trong đó toàn kể chuyện không à,
À, lúc bây giờ Thế Tôn 80 tuổi, ngài đi từ kỳ viên, ngài đi đến đâu, ngài ở bao lâu, rồi từ đó ngài mới nói cho Chư Tăng cái gì, cái đoạn là lời của ngài đó. Rồi từ đó ngài lại ra đi, đến đi đến đâu, đến từ X qua Y, từ Y ngài qua Z, rồi cái ngài đi đến chỗ đó ngài ở lại nó bao lâu, rồi ngài gặp một đám cư sĩ đó, ngài nói cái gì, cái đoạn là đoạn của ngài đó. Còn nguyên cái phần mà kể lúc ngài đi trên đường là nắng gió mưa sương, nắng gió mưa, nắng sớm mưa chiều, mưa nhiều hơn nắng gì đó, là toàn là cái lời của ngài đang ngài kể không à. Đó, các vị thấy chưa? Đó, từ bên cái đó là trường bộ đó, còn bên trung bộ 152 bài thì đặc biệt trung bên trung bộ thì cái phần của ngài, của phần Phật câu hơi nhiều đó. À, còn tiếp theo là trường bộ là 34, trung bộ là 152. Tăng chi á là 9.500, không? Mà tương ứng là 7.700, không? 7.700 bài kinh. À, thì cái chỉ có tăng chi là tương ưng trung bộ là lời Phật nhiều nha, chứ còn trường bộ thì cũng kể là Đức Phật, nhưng mà cái phần kể chuyện không phải là phần ngài nói, không phải là phần ngài nói, nhớ nha. Rồi còn bên cái tiểu bộ thì thôi, bên tiểu bộ thì không còn gì để nói. Đây, bên tiểu bộ là mình thấy chỉ có cái pháp cú kinh nè là lời Phật đó, kinh tập là lời Phật, cảm hứng ngữ là lời Phật. Nhưng mà trong khi đó cảm hứng ngữ, cái phần duyên sự là không phải của ngài, chỉ cái phần ngài có cái câu kệ thôi. Chẳng hạn như là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lúc mới vừa thành đạo, ngài ngồi gốc cây gì đó, rồi cái có Long Vương nó tới nó hầu ngài suốt 7 ngày trời mưa giông gì đó. Đến cái ngày thứ 7 đó thì cái con Long Vương nó hiện thành hình người đứng kế bên ngài, ngài đọc cái bài kệ, cái phần đó phần của ngài. Còn cái chuyện mà kể lúc bây giờ Đức Thế Tôn lắp 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 lại là phần phần ngã nan. Yeah. Cho nên nó là nguyên 15 phần của tiểu bộ, 15 phần nha. Thì trong đó là chỉ có cái pháp cú là của ngài nè. À, kinh tập là của ngài nè. Cái như thị thuyết là bài của Chúng Ta mà kể lại đó là phần của ngài nè. Còn nguyên cái bổn sanh đó cực kỳ khả nghi, cực kỳ khả nghi. Bởi vì trong bổn sanh mà chánh tạng đó chỉ có mấy câu kệ không à, mấy câu kệ không có nghĩa lý gì hết. Các vị đọc kỹ được không, nghĩa lý gì hết. Hôm nay mà bổn sanh mà nghe câu chuyện này được Đức Bổn Sư thuyết giảng tại kỳ viên, liên hệ về một nhân vật gì đó, về một vị tỷ kheo tu tập thối thất vì nữ sắc, rồi câu chuyện được đệ tử thưa lên Đức Phật, Đức Phật đã gọi đương sự đến ngài hỏi, thì xong rồi nghe mới kể lại câu chuyện xưa. Sau khi kể xong câu chuyện quá khứ, Đức Tôn nhận diện bổn sanh và kết thúc bằng một thời phạm về bốn đế. Thì các vị thấy nguyên 550 bài bộ kinh bổn sanh là coi như không phải luôn, không phải. Đấy, mấy 500 câu chuyện là toàn của người đời sau mà thêm vô. Rồi rồi bên cái trưởng lão tăng, trưởng lão ni là dứt khoát mở lời ngài, là toàn là lời của từng vị thanh kể lại, xong chưa? Rồi hai cái quyển Appadana là một bổn sự kể về chư Phật độc giác thinh văn, là cũng không phải lợi ngài, chỉ có cái Chariya Pitaka là trong đó ngài kể là lúc bây giờ ta chỗ nào mà ngài nói là thở xưa ta đó, chỗ đó còn may ra là của ngài, chứ còn không của người đời sau họ kể. Thì cái đó là văn kể chuyện Chariya Pitaka nha. Rồi như vậy thì mình thấy nguyên cái Tạng A Di Đàm đủ ngài sẽ lại phát ngài dựa vào cái gốc của Đức Phật mà ngài về ngài gọi là combine lại. Rồi là nguyên cái tạng kinh là chỉ có cái tăng chi tương ưng trung bộ và một phần nhỏ của tiểu bộ là Phật ngôn thôi. Còn nguyên cái tạng lực còn tan thương nữa, nguyên cái tạng lực 8 cuốc, mà một cuốc như vậy đó là trung bình đó là 500 trang. À, trung bình là 500 trang mà 8 cuốc như vậy. Chỉ trừ ra cái phần nào mà ngài Úc Bà Liên ngài hỏi Phật là Bạch Thế Tôn trong trường hợp đó bị tỳ kheo phải làm gì? Dạ, thì cái chỗ nào Đức Phật ngài nói là này các tỳ kheo, ta cấm các ngươi không được như thế này, này các tỳ kheo, ta cho phép các ngươi được quyền như vậy, này các tỳ kheo trong trường hợp đó các ngươi nên làm cái này cái này, thì chỉ có cái đó thôi, chỉ có trường hợp đó thôi, chỉ có trường hợp đó thôi. Mà nghĩa là 8 cuốn lực mỗi cuốn 500 trang, 8 mà nhân cho 5 là mình thấy là khoảng 4.000 trang. Thì trong số 4.000 đó, cái phần mà lời Phật đó, cái phần mà cái phần ngày ban hành đó, ngày cấm cái này, ngày cho phép cái kia, ngày ngày ban hành, ngày ẩn định này cái nào, tổng cộng là lời Phật đó,
thì khoảng chừng là chưa được một cuốn, tức là một cuốn 500 trang mà 8 cuốn như vậy làm nên cái đặng luật nha. Mà riêng cái phần lời Phật thì là cộng lại chưa được là một cuốn, là 7 cuốn rưỡi đó. 7 cuốn rưỡi là không phải là Phật ngôn đó. Như vậy thì trong ba tạng mình thấy tạng A Di Đà là bức này sẽ lại Phật, mặc dù vẫn dựa vào lời Phật. Tạng kinh là chỉ một bộ phận nhỏ rồi, còn nguyên cái tạng lực là 7 cuốn rưỡi trên 8 nha, 7.5 trên 8 không? Là không phải lời Phật. Khiếp chưa? Nếu tôi giảng mà ai mà về nghe lại rồi chép xuống nó mới rùng mình, chứ còn nghe xong giống như dịch nghe sấm, cái đầu bư bư thì nghe nó quên mất rồi nha. Cái đầu bư nó nghe nó quên mất. Thì các vị tưởng tượng như vậy còn lắm bao nhiêu hết đó, đó là tạng Bali đó nha. Còn mà mấy cái đời sau mình viết đó là cuốn sách to đùng cái này, cái ngôn phong cái ngữ khí tuyệt đó không phải là của Phật. Mình cứ viết cho đã xong rồi mình gắn cái tên là Như Thị Ngã Văn E Văn Mát Gia Sú Tăng. Bên tạng Sanskrit E Văn Mát Gia Sú Tăng, E Văn Mát Gia Sú Tăng. Còn bên Bali mình là E Văn Nê Sú Tăng, thì cái đó là bên Bali thì trường hợp nó hiếp. Trường hợp Bali là đời sau viết mà dám để E Văn Mê thì có mà hiếp, có hiếp. Ví dụ như cái bộ gọi là Bồ Đi Sắp Ta Pu Mi Cà Tha, để tôi nhớ không lầm là cái bộ đó, đó là nói về cái chuyện của các vị Phật tương lai mà sắp thành đó, thì cái quyển nó cũng bắt đầu bằng cái chữ Văn Mê Sư Tăng. À, như vậy tôi nghe. Nhưng mà trường hợp đó là cực hiếm trong kinh điển Nam truyền, cực hiếm. Còn những cái quyển tôi ở đây tôi nói bằng cái tinh thần khách quan, và tôi xin xác định tôi không hề có cái ý bôi bác ở đây, nhưng mà trong cái tinh thần khoa học học thuật thì mình phải nói thiệt với nhau, chứ mình cứ ém hoài, cứ ngại rồi giấu kỳ quá, hết thế hệ này qua thế hệ khác giấu hoài. Hôm nay người ta có cái những cái ngành nghiên cứu mà là về văn bản học đó. Đấy, thuyên thích là thuyên giống như thuyên giảng vậy đó, thuyên thích học văn bản học. Người ta có cách để người ta xác định ra cái ngôn phong, cái ngữ khí, cái style. Ví dụ như mỗi một cái thời kỳ đó, mỗi một tác giả thì người ta có cái giọng nói khác nhau. Đó là nói về mỗi tác giả đó, style khác nhau. Và nói về cái ngôn ngữ, mỗi thời kỳ nó có ngôn ngữ khác nhau. Chưa kể là mỗi cá nhân trong cùng một thời kỳ đó lại có cách nói chuyện khác nhau. Đấy. Thì mình thấy cái ngôn ngữ của những cái bộ kinh mà mình gọi là Hoa Nghiêm, là Pháp Hòa, không phải là cái ngôn, cái ngữ khí của Đức Phật, mà là cái ngôn phong của Đức Phật. Ngài Đức Phật không có thể nào mà ngài sáng tác ra nguyên cuốn dài sọc như vậy hết. Mà với hai nếu mà đọc kỹ đó, nếu mà đọc kỹ rồi đó, thì trong đó phần kể chuyện rất là nhiều. Cái phần ngài nói là này Tu Bồ Đề Ư Ý Vân Hà hoặc là này là Bồ Tát này, này Bồ Tát kia, cái phần đó thì không có nhiều, mà phần kể chuyện là nhiều. Cái mình tiếng hạn như lúc bây giờ đứa tôi ngự trên đỉnh Linh Thú, cái đỉnh nó như cái nhỏ xíu như cái chén vậy. Cái đỉnh Linh Thú thiệt ở ngoài đời nó bự bằng cái chén vậy. Mà ở trong đó tả nó là nào là hàng trăm hàng triệu vị Bồ Tát Ma Tát, được gồm có những vị mà gọi là đi về bằng thần lực thì thôi mình cũng cảm thấy chắc mấy ông đó cũng đi mây về gió, mà không chèn nhau không bảo đó. Mà kể con người đó là thương gia đại thần tướng lãnh quân sĩ rồi tứ chúng, ở đâu chỗ nào mà chứa cái đỉnh Linh Thú thứ thiệt ở ngoài đời, đến độ nó bằng cái lỗ mũi mình vậy đó, làm sao mà nó chứa được một rừng người như vậy. Rồi vô số Bồ Tát Ma Tát Thiên Long Bát Bộ Võ Lâm Ngũ Bá đều đổ về hết rồi đó. Thì những cái đó là không phải là nguyên thủy nha, không phải là nguyên thủy. Mà tại vì người đời nay thì cứ sợ nghi ngờ có tội, nó khổ như vậy. Mà tôi biết rằng bữa nay tôi sẽ bị ném đá, mà ném bằng đá, ném tới tấp giống như là nó thần của thằng Nghiêm Quy đó, nhưng mà mình cứ giấu hoài mới được nha. Như vậy là nói với kinh điển Pali đó, cái phần mà Phật ngôn nó không bao nhiêu hết, rồi chính vì cái chỗ không bao nhiêu này nè, cho nên có rất nhiều vấn đề tồn nghi, có rất nhiều vấn đề bị bỏ ngỏ không có được bàn tới. Để lấp đầy cái chỗ, những cái chỗ tồn nghi, những chỗ bỏ ngỏ này nè, cho nên nó mới nảy sinh ra cái nhu cầu sáng tác của đời sau. Nó nảy sinh ra. Và mỗi một cái phần giáo buổi đầu chỉ có một, nhưng mà khi mà Phật tịch rồi đó, thì cái cách hiểu cái được cái đường lối hành trì và đường lối nhận thức của tăng chúng
nó càng ngày nó càng nảy ra những cái khác biệt. Và buổi đầu toàn là dân thạc học không mà, toàn là dân là cao thủ không mà, cho nên các vị mới sáng tác biên soạn rồi giải thích nha, làm gọi là rọi sáng những cái điểm tối ở trong kinh điển gốc. Và cứ mỗi một cái bộ phái, hồi đầu anh em có một, nhưng mà anh em sẽ nó tách ra thành mấy chục nhóm mà, mấy chục bộ phái. Đó là thời kỳ giai đoạn gọi là Phật giáo bộ phái nay. Thì cứ mỗi bộ phái như vậy đó, là họ cứ soi tỏ một số điểm tối ở trong đầu, trong kinh Phật nguyên thủy. Họ cứ soi rọi những chỗ nào không được nhắc tới, mà họ mới kết hợp cái biết của họ, kể cả cái chuyện vay mượn trong kinh điển Bà La Môn giáo, kể cả chuyện đó nha. Thí dụ như hôm nay các vị gọi là vào trong Thanh Tịnh Đạo, một cái tài liệu gọi là uy tín hàng đầu của Phật giáo Nam truyền đấy, đừng viết bằng bản viết bằng tiếng Pali ấy. Thì trong đó phản phát cái dấu vết của mũi Bà La Môn dày đặc. Thí dụ như cái chỗ mà giảng về ấn Đức Phật, giảng về cái chữ Phát Cái Hoa đó, giảng về Phát Cái Hoa đó, giảng về sáu cái ý nghĩa của chữ Phát Cái Hoa, là cái đó là của Bà La Môn giáo, họ nói để một phần cũng thấm gì của họ đó. Thì ngài thấy hay, ngài thấy cái đó đem, ngài Bất Thắc Cổ Sát ngài thấy đó đem bên đầu Phật cũng có sai, thế là ngài đem qua. Chứ cái đó là bên nguyên thủy cũng có cái đó đấy. Thì trong rung thế nào cũng có người nghe là nhảy dựng lên đó, tại sao hôm nay tôi đọc phá tan tầm hết mà nó kẹt chỗ cứ giấu hoài, giống như mèo giấu phân không dám nói đấy. Mà sự thật đó là như vậy. Chẳng hạn như nãy mới có cái tên nữa vô chửi tôi nè, hình như tôi mới liếc mà tôi thấy nè, cứ đụng tới là nhảy nọc, nó nhảy dựng lên giống như là đổ nước sôi vậy đó. Cứ đụng vô là nhảy dựng lên đấy. Mà trong khi đó là cứ sợ người ta nói rằng sự thật đó. Cái vấn đề của mình có hai cách tìm đến chân lý. Cách một là mình nghe nó như nó là, còn cách hai đó là mình nghe như mình muốn, tức là mình muốn người ta phải nói về lịch sử kinh điển như là mình muốn, là chết cha rồi mình phải chấp nhận nghe cái sự thật. Mình thấy nó, mình chính mình phải thấy nó không, mình phải có khả năng thấy nó vô lý, chứ còn không là mình cứ sợ người ta chạm tới cái đó là hết thế hệ này qua thế hệ khác cứ cắm đầu gục mặt để mà thờ cái mà trong bụng từng người thấy là vô lý. Hỏi các vị có thấy cái đó nó kỳ không? Bao nhiêu thế hệ đứa nào cũng nghi ngờ hết, mà cứ chổng mong quỳ lại cái mà trong lòng mình á nghi ngờ, có nên không, có nên tiếp tục cái chuyện đó hay không, không dám nói. Mà cứ ai mà lỡ xì ra một chút là làm cả đám bu lệnh ném đá, làm người làm chi nó uổng, ăn cơm gì cho nó tốn gạo. Mình phải ăn cái khác chứ, mình ăn cơm mình mặc áo ngựa mà mình cái não trạng mình nó quá nhiều vấn đề như vậy không có nên. Rồi cho nên là đọc cái gì, muốn đọc cái gì, muốn nghe cái gì, chuyện đầu tiên là mình phải xác định được cái nhu cầu thật sự của mình. Tuổi này của mình có thể học A Di Đà, mình có thể học Duy Thức, mình có thể học tiếng Hán, học tiếng Anh, học tiếng Bali được hay không, mình xác định cái đó. Nếu không được thì mình nên đọc sách thiền, thí dụ như vậy. Mà thiền ở đây nó tới 800 ông thiền sư, 8000 cái cuốn sách thiền, đọc cái gì thì mình chỉ đầu tiên phải tiếp xúc với thầy bạn. Chỉ thứ hai là mình coi cái gì nó hợp với tạng phủ của mình. Nhưng mà hợp ở đây nó có hai trường hợp. Hợp ở đây là vì mình thấy thích. Thứ hai, hợp là bởi vì mình đi theo cái đường lối đó mình được tiến bộ, chánh niệm tốt hơn, trí tuệ tốt hơn. Và cái này nên nhớ, cái này quá quan trọng. Cái đường lối nào mà mình càng đi theo mình càng có khả năng buông bỏ đó, đó là chánh. Còn mình đi theo cái đường lối nào mà càng đi mình càng bị dính chặt cái trong đó, mình càng tu mình càng thấy mình hay, mình càng tu mình càng bị dính khắn vào cái ông sư phụ, sai. Ngay cái Đức Phật này cũng dạy mình buông ra. Nếu mà hiểu đúng lời Phật là ngày dạy mình buông ra, chưa có bài kinh nào ngày dạy mình khư khư ôm chặt lấy cái mắt cá chân của ngài, chưa bao giờ có bài kinh nào quái gở như vậy, chưa bao giờ. Ngài chỉ cho mình thấy đây là chánh, đây là tà. Nếu con thấy tin tưởng thì con cứ theo nó con đi. Nhưng mà Đức Phật không hề gọi là kêu gọi ai ôm cái mắt cá chân của ngài, ôm cái bằng chân ngài, chỉ không có. Bởi vì ngài kia mình buông. Ngay cả ngài Sa La Phất khi mà ngài trạch ngài đang khóc, lúc ngài đang còn mới có sơ quả tu đồ quần thì khóc. Các vị nghe, các vị đừng có tưởng ngài đang ngài dở hơn mình đâu. Mình nếu mình nghe nó thật mất thì mình còn ngậm ngùi, chứ nghe ngài Sa La Phất mất thì mình thấy coi đâu phải khóc. Vậy mình hay hơn ngài đang không? Mà nếu mà các vị có cái lòng mà thiết tha với chánh pháp, gặp ngài Sa La Phất bên ngoài đó, các vị mới thấy ngài đáng quý đáng thương cỡ nào.
sau nhiều kiếp gọi là cộng sinh cộng trú cộng tác với nhau, giữa hai vị đó là thương mến nhau, chuyện đó đã đành. Mà ngay trong đời hiện tại đó, trong kinh thôi, ngài anh đang ngày quý ngày sắc phất là chỗ ngài biết rằng trong cái vô lượng vũ trụ hiện giờ này, là ngoài Đức Bổn Sư ra, cái người mà có thể gọi là tạm thay thế Đức Phật để mà quản diễn chánh pháp là chỉ ngài sẽ là Phật. Sau ngài sẽ là Phật mới tới ngài Bồ Kiền Liên. Này, trong chú giải ghi rõ trong đệ tử Đức Phật ấy, thần thông của ngài sẽ là Phật chỉ thua có một mình ngài anh em ở ngài Bồ Kiền Liên, và cái trí tuệ của ngài Bồ Kiền Liên chỉ đứng sau ngài sẽ là Phật. Nhớ cái đó. À, chính vì hiểu cái này cho nên ngài anh em ngài quý ngài sẽ là Phật kinh khủng lắm. Ngài không. Thì khi mà ngài nghe ngài sẽ là Phật tịch đấy, ngài không. Thì Đức Phật ngài hỏi ngài anh em ngài chỉ sao là Phật đi ra đi viên tịch đấy, có mang theo những gì gọi là sở chứng như là giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến hay không, những gì mà sẽ là Phật thành tựu trong lúc sinh tiền, sẽ là Phật có mang được cái đó ra đi với mình không? Ngày nay mới không. Ngày Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà như vậy thì chính bản thân sẽ là Phật nói là ra đi, nhưng không phải là ra đi cái kiểu mà mang theo mọi thứ để dấn thân vào cái hành trình mà như mọi người nghĩ, mà đó là sự kết thúc sanh tử. Mà nếu đó là sự kết thúc sinh tử thì nó hoàn toàn khác với một cái chuyến đi vĩnh biệt, khác nhiều lắm, hoàn toàn khác. Cho nên cũng không có gì phải anh em phải tiếc hết đó. Không có gì phải khóc hết đó. Như vậy ngay trong cái lời an ủi phủ dụ của Đức Phật ấy, mình thấy rằng chính ngài cũng kêu gọi sự buông bỏ mà, chứ không có cái vụ mà chấp nhân chấp pháp như có những người họ cứ đè bên kinh Bali rồi họ chửi. Các vị có thể chửi cá nhân mấy ông Nam Tông được, nhưng mà không nên nguyền rủa phỉ báng nguyên cái hệ thống kinh điển Nam truyền Bali, cái đó không có nên. Có thể quý vị nhờ cái kiểu phỉ báng đó, các vị được người khác họ tôn vinh, thích thú, những người các vị đang gieo cái trọng nghiệp đối lập lại chánh pháp, đối lập lại chư Phật qua đời mười phương, thì đời đã sinh ra đời sau khó gặp được chánh pháp lắm. Đấy, khó lắm. Không nên gọi là cắm đầu gục mặt để mà nguyên rủa một cái tông phái. Mình cứ chửi bất công là sai, mà mình chửi Nam Tông cũng không nên nha. Không nên. Cái gì là chánh pháp thì mình nên lắng nghe, học hỏi. Cái gì mình nghi ngờ thì mình để nó qua một bên để tính sao. Còn cái gì nó thấy nó tào lao thì mình có can đảm mình dứt hẳn. Đấy, phải có cái đó. Cho nên đó là buổi bài giảng của tôi xem hôm nay, tôi đang nhấn mạnh một chuyện là mình là cư sĩ nói riêng và người tu Phật cầu giải thoát nói chung, mình nên học, nên đọc cái gì và tại sao. Không nên đọc cái gì và tại sao thì cái nên đọc là cái gì, là thứ nhất mình coi nhu cầu mình là cái gì, thứ hai là cái thầy đó, tác giả đó, khi họ trình bày cái đó là họ trình bày như họ muốn hay là họ trình bày vì cái bản chất vấn đề nó là như vậy. Nhớ hai cái này khác nhau. Còn những cái không nên đọc là sao? Mình nên nhớ rằng hãy cẩn thận với những thứ mình đọc mà nó không có giúp được ích gì cho mình, mà mình thích nó, mình đọc nó chỉ vì mình thích nó, thích cái đề tài đó, thích cái cách nói đó, thích cái ngôn ngữ đó, thích cái ông thầy đó, thích cái tác giả đó, thích cái trường phái đó, thích cái truyền thống đó, làm được. Và cái đó nên đọc. Tôi nhắc lại lần nữa, khi mình xác định là mình thích mà không có lý do, tôi nói như ngoài đời luôn, mình muốn cưới người ta về mình phải xác định tại sao mình lấy nó. Chứ còn mình nói tại tôi thích cái gương mặt của nó, thích ngụ cười của nó, thích cái ma lúng đồng tiền nó, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ vì một cái nốt ruồi nặng có 2 gram mà mình cõng mấy chục kg còn lại, quá ngu, ngu lắm nha, rất là ngu. Chỉ mê cái nụ cười của nó, ít bữa mà răng nó rụng, nó tắt cái răng giả vô thì trái quớt rồi, rất là ủ. Để nguyên cái đời trai mình đi cõng một người chỉ vì một cái nốt ruồi, bởi người ta mới nói là bị xe cán chết không có tức, mà tức vì bị nốt ruồi nó cán. Tức là nguyên cuộc đời mình là bị một cái người đàn bà nó cán, mình chết gắt, chết lép là chỉ vì cái nó có nốt ruồi thì nó rất là đau. Học đạo cũng y chang như vậy, học đạo y chang như vậy, chỉ vì mến thầy, mến cái ngôn ngữ, mến cái văn chương, mến cái âm điệu của ổng, mến ánh mắt, nụ cười, giọng nói của ổng mà mình đi chấp nhận ổng. Cuối cùng ổng dắt mình đi, ổng dắt mình đi, rồi khi mà đến cuối đời mà ngồi nhìn lại cái mà mình nhận được là cái gì, ai chịu trách nhiệm cho mình. Ngày xưa mình mê thầy, bây giờ lúc mà tắt thở rồi mình đi về một cái cảnh giới mới, thì ai là người chịu trách nhiệm cho cái lầm lẫn một đời của mình đây? Có một, trong một bài viết tôi có nói người phụ nữ Tàu và Việt mê tín dị đoan, mua giấy vàng bạc về đốt, ai cũng nói họ là thất học, ai cũng nói họ là nhẹ dạ. Nhưng mà thật ra cái đám đàn ông của mình nó có nhẹ dạ không? Có chứ.
cắm đầu theo đuổi một cái lý tưởng chính trị, một lý tưởng tôn giáo, cắm đầu theo đuổi một cái trường phái học thuật, một cái quan điểm triết lý, để rồi cuối đời nhận ra đó là mình đi nhầm đường. Có lúc mình cũng nghi ngờ con đường dưới chân của mình, có nhưng mà vì một lý do nào đó, cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc mà tiếc công cầm vàng. Có trường hợp lỡ theo đuổi rồi bỏ không được, thì cái trường hợp nó đau lắm. Rồi tới lúc mà cuối đời mình tỉnh mộng thì bừng con mắt dậy thấy mình tại sao, thì hóa ra mấy chục năm trong đời của mình cũng chỉ là đốt vàng mã, như là mấy người đàn bà mê tín thất học vậy thôi. Đấy. Cho nên cái đốt vàng mã nó có hai trường hợp. Cái vàng mã mà cụ thể đó, đó là cái sắp giấy vàng bạc mà mấy bà đốt, mấy bà mấy cô. Nhưng mà cái vàng mã thứ hai nó chính là cái đời sống tâm linh, đời sống tinh thần mà mình đã chọn lựa sai. Là chỉ mua sắp về đó cuối cùng nó thành tro hết. Đấy. Cho nên cố tránh đọc và nghe bất cứ cái gì chỉ đơn giản do mình thích, mà mình phải tự xác định coi cái đó nó có, thứ nhất nó có giúp ích được gì cho mình hay không. Thứ hai, hôm nay chúng ta có internet, hôm nay chúng ta có sách vở, chúng ta có điều kiện để truy nguyên cái nguồn gốc sử tính văn bản của mỗi cái kinh điển nha. Tức là chúng ta thấy cái lời nói chuyện đó, cái bài nói chuyện, cái bài viết cuốn sách đó nói như vậy, mình thấy nó rất là vĩ mình mà đủ chưa? Chưa. Không phải cái nào chiên chiên thơm thơm, còn giòn giòn ngọt ngọt đều là ngon hết đâu quý vị. Việt Nam có nhiều món độc lắm. Ví dụ như cái bột khoai mà nó đem nó chiên trong nó ra nó rắc đường, nó tạo ai mà con nít nhà nghèo mà nghe tới cái món đó nó mê cho chết. Là bác sĩ Mỹ mà nó biết được ăn cái đó là nó giết mình liền. Nó vừa độc mà nó vừa không có bổ dưỡng gì hết trơn nha. Mà nó đẹp lắm, cái bột khoai đủ thứ màu, đem chiên xong rồi rắc cái đường cát lên là nó ngon dữ lắm. Đấy. Mà mình không thật sự cần cái đó, nhớ nha, mình không thực sự cần cái đó. Cho nên hãy nhớ cái này, dầu cái đó nó có hấp dẫn cách mấy, nhưng mà mình là người trưởng thành rồi, mình phải biết tại sao mình thích cái đó và cái đó nó có hại gì, nó có lợi gì cho mình. Cái nhu cầu thật sự của mình là cái gì? Các vị đi chợ cũng vậy, mà nói nó hơi mất vệ sinh. Các vị đi vào toilet cũng phải có lý do chứ. Đi vào đó là để làm cái gì? Để đi bi hay để đi caca, để đi ra nước hay là ra cái. Để mà nó chỉ đơn giản là để rửa tay, rửa mặt, hay là vào trong đó để mà vuốt, để mà thấm nước, vuốt tóc, hay là vô trong đó để mình chỉnh son, chỉnh phấn. Mình phải biết lý do mình mới bước vô trong cái toilet chứ. Thấy chưa? Để vô trong cái VC mà mình còn phải biết cái lý do thì nói chi là mình cầm cuốn sách, nói chi là mình chọn lấy một sư phụ để mình lắng nghe, nói chi là mình chọn lấy một trường phái, một quan điểm học thuật tôn giáo để mình theo. Mà còn phải bội phần cẩn thận đó quý vị à, nha. Bác sĩ thì họ nhầm nó chết có một tên thôi, thầy giáo nhầm thì chết một thế hệ, nhưng mà mình tu nhầm là mình chết vô lượng kiếp, nhớ cái đó. Và hồi nãy tôi có nói rồi, chính vì cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và cái môi trường sống của chúng ta không khác, không có giống nhau, cho nên cái thiện ác của mình không giống nhau, và từ chỗ thiện ác không giống nhau, cho nên đời đời kiếp kiếp sinh ra mỗi trường người lại tiếp tục có mặt trong một cái môi trường khác nhau, dầu trên hình thức hình như có vẻ giống nhau. Thí dụ cùng cha cùng mẹ, đó là môi trường giống nhau. Cùng cha cùng mẹ, cùng sống chung một mái nhà, lớn lên cùng chung học chung một cái trường làng tiểu học, lên trên tỉnh trường huyện giống nhau, rồi sau đó đi ra nước ngoài ở cùng chung một tiểu bang, một tỉnh bang giống nhau, đúng, cái gì cũng chung chung hết. Nhưng mà tôi bảo đảm rằng có điểm khác. Bằng chứng là tại sao thằng anh nó lấy con Lan mà thằng em nó lấy con Cúc là mình thấy nó lại khác rồi, rồi thằng anh nó khoái chúa mà thằng em nó khoái chùa là mình thấy khác rồi, rồi hai anh em cùng thờ Phật mà thằng anh nó là Bắc Tông, thằng em nó là Nam Tông rồi nó thấy khác rồi. Hai anh em đều Nam Tông hết mà thằng em thì nó khoái Miến Điện, thằng anh nó khoái Việt Nam, bà chị nó khoái Tích Lan mới ghê chứ. Đấy. Rồi chưa kể là mê Tích Lan, mê cái Miến Điện đó, mà mình thằng anh thì nó khoái ngày Mahasi, thằng em nó khoái ngày Pao, mà bà chị mà lại khoái cái ngày Sumin Tichaniya. Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Rồi. Khi lấy vợ lấy chồng rồi thì vì công ăn việc làm, vì cái mọi hoàn cảnh gia đình mà lại như chim bay về muôn hướng. Hồi nhỏ thì đúng là môi trường có vẻ hơi giống nhau, nhưng mà cái chủng tử, cái hạt giống tâm linh trong đầu mỗi người nó khác nhau nhiều lắm. Đấy. Cho nên từ cái chỗ đó đó, cho nên là tôi nãy tôi đã nói rồi, người viết sách đã không giống nhau, người đọc sách cũng không giống nhau. Mà cái ác liệt nhất của dòng sinh tử là gì?
Các vị tưởng tượng nguyên một cái sa mạc như vậy, nguyên cái biển cát mênh mông như vậy, mỗi một hạt cát là một chúng sinh, mà mỗi một cái chúng sinh như vậy nó có vô số cái tác phẩm. Tôi biết trong lơ rơm này nhiều người nghe các vị cũng hơi sốc. Các vị nói tôi mới học lớp 2 mà không dám nói là tôi có tác phẩm. Có đó quý vị. Tác phẩm là gì? Tác phẩm là những gì các vị nói, các vị viết, những gì các vị hành động thì đều được gọi là tác phẩm. Đấy. Các vị có nghe không? Những gì mình nói, mình viết đều là tác phẩm. Nghe, nghe. Một bà nhà quê không biết chữ, bà có tác phẩm chứ không có. Đó là những gì bà thường hay nói. Bà thường hay nói ra. Mà bà thường, những gì bà thường hay nói. Bà thường hay nói. Bà hay nói, bà ngồi lê ra mắt, đó là tác phẩm bà đó. Rồi cái kiểu sống của bà đó, bà không biết chữ đúng. Nhưng mà cái kiểu sống của bà, cái kiểu ăn nói của bà, cái kiểu đi đứng, cái kiểu chào hỏi, cái kiểu cười, cái kiểu khóc của bà, đó là tác phẩm của bà, đó là công trình của bà đó. Và các vị đừng có nói với tôi là bà nó không để là ảnh hưởng cho thế giới. Sai. Có đó, có. Mấy cái chuyện mà gọi là tan nhà nát cửa là do mấy cái bà mà buôn dưa lê, mấy bà mình nhiều chuyện đó, là toàn là mấy lời tác phẩm của mấy bà. Cái tác phẩm mấy bà không có khả năng làm hòa bình, nhưng mà cái khả năng mà làm chiến tranh rất giỏi. Không có khả năng làm chuyện lớn, nhưng có khả năng làm lớn chuyện nha. Mấy bà đó là thầy đó, nhớ cái đó, mấy bà là thầy đó. Cho nên mỗi người sanh ra đời, mỗi người một chỉ là một hạt cát thôi, nhưng hạt cát ấy nó lại có vô số những tác phẩm. Rồi bây giờ trong vô số những cái sai biệt đó, chúng ta lại đi tìm cái mình thích. Bây giờ các vị hình dung ra cái bức tranh sanh tử chưa? Bức tranh luân hồi chưa? Đó. Tức là trong cái biển cát mênh mông ấy, cái hộp cát này nè, nó đi tìm những cái màu tím. Hộp cát kia nó đi tìm những cái màu xanh. Hạt cát này nó đi tìm những cái màu vàng. Và hạt cát kia nó đi tìm những cái màu trắng. Đó, đó vấn đề này chỗ đó. Rồi chúng ta cứ đi tìm. Mà cứ mỗi lần đi tìm như vậy là chúng ta lại củng cố cái chủng tử của mình. Mỗi một kiếp sống luân hồi đó, chúng ta giống như một cái trái banh mà cái trái cầu mà bằng tuyết vậy đó. Có nghĩa là nó càng lăn thì nó càng lớn. Vì sao? Vì nó cuốn theo trong đó rất là nhiều thứ. Và các vị có biết cái tornado đó, là cái vòi rồng đó, khi mà nó đi ngang một cái nơi nào đó là nó hút theo trong đó bao nhiêu thứ, nào là nhà cửa, xe cộ, thùng thao, lon hũ, nồi son, chảo muỗng đĩa dao kéo, nó hút theo hết. Nhưng mà cái đó, nó hình ảnh đó, nó hút đến độ nào đó thì nó buông, nó hút xong rồi nó buông. Thì mình á, khi nào mình đắc quả thánh thì mình mới giống như cái tornado lúc mà nó nhả đồ ra. Còn lúc mà đang dòng luân hồi, mình giống như cái tornado lúc mà nó đang hoạt động, nó đang di chuyển vậy. Đấy. Nhưng mà cái hình ảnh mà nó dễ hiểu, dễ hình dung hơn, đó chính là cái trái cầu tuyết. Nó càng lăn, nó càng lớn và nó càng cuốn từ đó bao nhiêu thứ, chúng ta cũng vậy. Trong cái dòng chảy luân hồi, chúng ta càng lăn tới thì chúng ta cuốn từ trong đó bao nhiêu là những gặp gỡ, những cuộc hội ngộ tốt và xấu, thiện và ác, buồn và vui. Cứ càng lăn đi, mình càng cuốn từ trong đó. Tôi là người miền Tây, là tôi đã có một mớ cái hành trang của người miền Tây rồi. Những thứ do cha, mẹ, anh, chị, em, bà con quến gì trong đầu của tôi. Trường lớp của Việt Nam, xã hội Việt Nam, thầy, bạn, tăng ni, Phật tử Việt Nam, nó quến vô trong đầu của tôi. Này. Rồi từ đó tôi đi ra xứ ngoài, tôi tiếp xúc, tôi gặp gỡ, tôi đọc sách, tôi nghiên cứu, nó lại quến vô trong đầu tôi thêm một mớ nữa. Rồi thời gian tôi ở bên Mỹ, rồi bây giờ tôi chuyển qua châu Âu tôi ở, thỉnh thoảng qua lại đó, thì cứ mỗi lần tôi về châu Âu đó, là tôi lại quến thêm một mớ những thói quen, những cái tập tính của bên châu Âu. Thì tất cả những cái hoàn cảnh nó đưa tôi đi, thì ở mỗi nơi chốn như vậy đó, tôi quến nghĩa là tôi gắn vô thêm trong người của tôi một mớ. Thì cái nào mà nó hợp với cái chủng tử của tôi nhất á, thì nó trở thành ra là phân bón để nó nuôi lớn cái chủng tử đó lại. Và trên cái bước đường mà lăn lóc trong biển đời đó, nó có nhiều thứ trước giờ tôi không có thích, nhưng mà do cái hoàn cảnh đặc biệt nó ép tôi lâu ngày. Buổi đầu thì tôi đối với nó bằng tâm thức phản kháng, sau đó đó là bắt đầu là hòa giải, rồi thì đồng thuận, và cuối cùng tôi biến chất. Các bạn nên nhớ cái đó nha, nhớ luôn luôn, lúc nào có rất, đó là những cái mình không thích đó. Còn mấy cái mình thích thì không nói gì rồi, còn những cái mình thích đó, thì bắt đầu là đối kháng, tâm thức đối kháng, rồi đó là tâm thức hòa giải, tâm thức đồng thuận, và cuối cùng là tâm thức biến chất. Thì biến chất nó có hai trường hợp, hoặc là tốt hoặc là xấu. Các vị còn nghe không?
Alo. Dạ, dạ chúng tôi vẫn còn nghe sư. Okay. Chúng tôi vẫn còn nghe. Cho nên anh á, mỗi trang sách mà quý vị đọc á, mỗi trang sách quý vị đọc là mỗi trang sách, mỗi phút mà mình nghe bài giảng là mỗi lần mình đang ung đúc, mình đang xây dựng, đang kiến tạo, đang chắc mót, đang kỳ cốt, đang tích lũy cái gì? Cái vốn liếng mới cho cái chủng tử của mình. Mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác, cái cơ hội mà gặp Ngài rất là hiếm. Bởi vì sao? Vì chỉ có Chánh Đẳng Giác là cái người mà nhìn mình, Ngài mới nhìn xuyên thấu được cái trái cầu tuyết đường kính 8.000 cây số này. Đường kính 8.000 cây số, cái trái cầu tuyết của mọi người. Ngài nhìn xuyên thấu cái quả cầu tuyết của mình. Nguyên cái quả cầu tuyết đường kính 8.000 cây số đó đối với Ngài, Ngài nhìn rõ giống như một cái trái pha lê mà đường kính một gang tay vậy. Ngài nhìn rất rõ. Ngài biết trong đó là cặn cáo, rồi kim cương, rồi vàng, rồi ngọc, rồi cái gì đó. Ngài nhìn cái thấy hết. Ngài biết rằng cái tên này nè, nó cần nghe cái gì nữa nó đắt. Còn cái tên kia nói tới chết nó cũng không đắt. Cái tên này phải hướng dẫn kiểu nào, cái tên này phải hướng dẫn kiểu nào, ngài nhìn ngài biết. Mà cái người duy nhất trên đời này có thể làm được cái chuyện đó một hiệu quả 100% là Đức Phật. Ngài Sa Lô Phất chỉ được có 30-40% thôi. Nhưng mà Đức Phật là 100%. Ngài Sa Phất còn hên xui, Ngài Mục Kiền Liên còn hên xui, nhưng mà Đức Phật thì không. Đức Phật là Ngài nhìn biết rõ là cái người này độ được hay không, người này có đắc được ngay bây giờ hay không. Mà nếu đắc được thì họ sẽ đắc đạo bằng kiểu nào, bằng cái câu nói nào, Ngài không cần nói nhiều. Cho nên trong kinh có nhiều bài kinh quý vị thấy người ta hỏi Ngài một đường mà Ngài trả lời một nẻo. Mình thấy hình như vậy đó, hình như là Ngài trả lời lạc đề, nhưng mà không. Ngài biết rằng đối với cái người này nè, nó hỏi như vậy đó nhưng mà phải trả lời gì nào thì nó lại hiểu cái mà họ đang thắc mắc. Không biết trong rung hiểu được không ta? Thí dụ, từ ví dụ nha. Thí dụ như bây giờ họ gặp nhà hỏi vậy chứ là Ngài nấu cơm chưa? Con đói rồi. Nếu mà làm mình á thì mình nói nấu rồi hoặc là chưa nấu, nhưng mà Ngài thì không. Tùy người, có người hỏi Ngài nấu cơm chưa, Ngài nói nấu rồi, hoặc là lát nữa nấu. Nhưng mà có nhiều người Ngài gặp họ, họ hỏi Ngài chứ bên Ngài, Ngài nấu cơm chưa, Ngài nói là bữa nay có giá sống như có quế nè. Ngài biết là cái tên này nó rất là khoái ăn phở, nó mê phở lắm. Cho nên khi mà hỏi Ngài bên Ngài nấu cơm chưa thì Ngài trả lời giống như cái quốc, Ngài nói bữa nay có giá thiệt là ngon, có quế, có ngò gai, tuyệt vời luôn. Thì nó nghe vậy là nó chịu rồi đó. Mà mình thì mình lấy cái não trạng của mình đó, mình nói ủa kỳ, hỏi kỳ, hỏi nấu cơm chưa mà nói là bữa nay có giá tươi, có ngò gai, có quế là sao, nó rất quớt rồi. Nhưng mà không, đối với Ngài, Ngài biết cái người này mà nói cái đó thì nó tới hơn, nó chạm tới tủy nó, nó chạm tới óc của nó luôn, chạm lên cái tâm thức, cái cao ngoan của nó nha. Rồi cho nên là mình đọc sách, đọc kênh là nhớ cẩn thận. Có hai thứ: đọc bằng cảm tính, đọc bằng cái emotion, đọc bằng cái feeling, và cái nữa là đọc bằng cái lý do trí tuệ. Cái gì nó phải là reasonable cái nó mới xài được. Còn có cái mà coi như chỉ đơn giản là do mình thích thôi đó thì chưa được. Vì có những cái mình thích mà nó không có cần, rồi có những cái mình cần nhưng mà căn bản là mình không có thích đó. Là bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta có hai cái nguồn là hai cái cực tâm lý, thiện và ác, rất là mạnh, luôn luôn đối lập nhau ở trong tâm cảm của mình đó. Thì có những cái cần thì có cần nhưng mà nó lại đi ngược lại cái bất thiện của mình, hoặc có những cái nó đi ngược lại cái vốn thiện của mình thì mình chịu không nổi. Thì mình nên nhớ, mỗi người, tôi nói rồi, mỗi người đều có cái vốn lý thiện và bất thiện, những cái tập tính thì mình quân tập rất là nhiều đời này, tập khí đó. Cho nên khi mà đứng trước một cái sự kiện, trước một câu nói, một cái vấn đề gì đó, thì cái thiện cái ác nó cùng lúc nó xuất hiện, cùng một lúc nó xuất hiện để mà nó nhận xét, nó đánh giá. Thì nếu cái chủng thiện nó mạnh á thì cái thiện nó làm chủ, nó nói ok cái này được. Còn nếu cái ác mạnh nó dẹp qua bên, hoặc là nó chấp nhận. Có nhiều trường hợp chấp nhận là tốt, nhưng có nhiều trường hợp bỏ đi là tốt. Thì lúc đó là hai cái ông thiện ác đó, ông dành đứa nào rước đó về. Thí dụ như có những người mà họ nghe nó thỏa bất quan trai, bớt ăn và hạn chế, gọi là ngày ăn một buổi, không nghe ca vũ nhạc kịch, không sử dụng mỹ phẩm, không nằm giường cao chiếu rộng. Họ nghe và họ thích liền, họ nói đúng. Vật chất đơn giản thì tinh thần mới phong phú. Họ nghe là họ chịu liền. Nhưng có một tên thì nó nghe vậy, nó nói tu gì khổ vậy, tu được tu tâm, đâu phải tu hình thức.
ăn mấy buổi cũng được, miễn là cái tâm mình thôi. Còn phấn son quen xài thì cứ cho xài, miễn là mình tu tâm thôi. Nó nói nghe rất có lý. Nói nghe rất là có lý nha. Nó là xài, mình xài phấn son phải mình xài cho mình xài cho thiên hạ, mình xài vì phấn son mình trưng diện là vì mình tôn trọng người khác. Đây. Cho nên là mình có quyền xài. Khi nào mình xài bằng cái tâm chấp trước, cái tâm mà chấp ngã, chấp hữu thì cái đó mà làm cái nên. Còn cái này nó là mình xài mà bằng cái tâm buông thả, bằng cái tâm vô chấp. Tùy khuynh hướng tâm lý. Có người họ nghe nói bác quan trai họ có phản ứng như vậy đó quý vị. Dạ, nói chuyện trên trời. Nhà có người thì họ nghe là họ chịu liền. Và có người họ nói tu gì khổ quá, tu không nổi. Họ cũng tìm cách họ đẩy nó ra, nhưng mà đẩy bằng cách khác. Còn cái tên kia họ đẩy nó ra bằng một cái giọng cao siêu, nhưng mà cuối cùng họ không cần giữ nó luôn. Này, cho nên các vị thấy không, chỉ riêng bác quan thôi, hoặc là cái hạnh bố thí. Có nhiều người họ mạt sát cái chuyện bố thí, họ nói là nó có làm thì nó có ăn. Tại sao tôi làm lòi con mắt, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà bây giờ tôi phải đem tôi cho người khác là sao? Quá vô lý. Nhưng có người họ nghe cái hạnh bố thí họ là thích. Thế đời sống là chia sẻ, giá trị của mỗi con người nó không nằm ở chỗ anh nhận được cái gì, mà nằm ở chỗ anh đã cho ra cái gì. Có nhiều người họ đối họ cảnh muốn thấy nó là chuyện rất là bình thường, nó là một niềm vui. Nhưng có nhiều người họ cả đời họ bắt chạy ra nước đối với họ cái chuyện mà đem sang sẻ cho người khác làm chuyện vô lý và ngu xuẩn. Còn cái chuyện mà nó là báo ứng kiếp sau không thấy, trước mắt là thấy hao tiền tốn của rồi nghe. Cho nên tùy khuynh hướng tâm lý mỗi người. Có người nghe nó học giáo lý họ không chấp nhận được, có người nghe nói ngồi thiền họ không chấp nhận được, có người nghe nói giữ giới, nghe nói là phục vụ người khác họ không chấp nhận được. Nhưng có những người mà họ nghe tới cái chuyện đó là họ chấp nhận đến tơ tóc luôn. Vì sao? Vì hai cái cực tâm lý, hai cái stream trong lòng mình nó thiện và ác đó. Cái nào mạnh thì cái đó nó thắng nha. Thì cũng vậy, trong kinh sách, cầm một cuốn văn giảng lên thì đó chính là cái lúc mà thiện ác của quý vị nó đang giằng co với nhau đó. Nó coi đứa nào trong hai đứa đó, đứa nào mạnh hơn để mà nó chọn lấy hay là nó phủ nhận cái đối tượng trước mặt. Cái đó là hoàn toàn là của quý vị nha. Bây giờ quý vị tưởng tượng hai chồng đi ra phố, bà vợ phải nhìn cái chỗ nào mà có giảm giá 70%, 80%, còn chồng đứng ngóc lên ngóc xuống cứ coi đồng hồ hoài thì không có. Ông chồng nhìn đồng hồ để cũng cứ trông về nhà. Còn bà vợ thì bác không có cần đồng hồ, bởi vì nàng là không có nhìn đồng hồ mất hứng. Nàng phải nhìn chỗ nào mà một là đồ hiệu, hai chỗ nào là giảm giá. Có hai chồng đi phố mà trời đúng không, hai chồng già rồi 50 ngoài rồi mà âu yếm tình tứ, là đi vô chỗ shopping mỏng cái nắm chặt cái tay bán thế này không có rồi. Cái có nhiều người hâm mộ quá, nói trời ơi vợ chồng trẻ, vợ chồng son mà chưa được như là hai bác nữa. Bác cho chúng cháu biết cái bí quyết mà để âu yếm với nhau mấy chục năm trời. Ông nói âu cái khỉ gì, tôi mà tôi buông nó ra mà nhảy vô shopping rậu. Cho nên ông nắm chặt cái tay của bà. Mà các vị thấy khiếp không? Tức là hai vợ chồng đi trong cái chỗ đông người đó mà mỗi người một ý. Ông thì ông cứ muốn trông về nhà thôi, còn bà là bà muốn shopping thôi. Ở đây cũng vậy, đừng có nghĩ đó là chuyện cười, đừng nghĩ đó là chuyện của hai người, mà chuyện của mỗi người cũng như vậy. Khi mình nhìn cuốn sách, nghe một cuốn băng giảng, đọc một cái vấn đề giáo lý, trong đầu mình lúc đó là có hai cái cực tâm lý đối lập nhau, nó đang đấu tranh với nhau. Một đứa đó, đứa bất thiện thì nó thấy vấn đề này khác, mà đứa thiện, cái chủng tử thiện nó đánh giá vấn đề này khác. Vấn đề là đứa nào mạnh, và tôi nhắc lại lần nữa, hãy cẩn trọng với cái gì mình thích và với cái gì mình ghét. Nhiều khi cái mình thích nó không có cần thiết, mà nhiều khi cái mình ghét nó đã rất là cần thiết. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Có những cái mình ghét như nó rất là quan trọng, chẳng hạn như bên châu Âu, bên Thụy Sĩ, tôi ở cùng lúc hai nước Thụy Sĩ với Đức, cách nhau có cái biên giới. Ngay cái vùng biên giới này là chỗ khác thì tôi bên dùng bên Thụy Sĩ thì nó có ba cái khu vực Ý, Pháp với Đức. Mà tôi thấy bên Đức thì cái vùng bên Đức nó nhiều cái loại rau, nó kêu là đăng đại ly dông Việt Nam, kêu là bồ công anh. Tôi không biết mình Úc có ai không, và tôi cũng không biết bên Việt Nam á, tôi cũng quên mất là Việt Nam hình như có mà như nó giỏm lắm, nhỏ. Bên Thụy Sĩ với bên Đức lá to đùng cả gan này, nó mập ú, mà làm Phật tử quen nó họ làm salad, họ bỏ giấm với dầu ô liu vô ăn rất là tốt. Tôi biết nó tốt lắm,
mà tôi nói thì với các vị nó nhẫn mà gặp bữa nào họ hái xui họ hái nhận cái lá già nó có gai, cái lá nó có cái ở hai cái viền lá nó có gai, nó làm cũng bệnh mỏi lắm. À, cái gai nó cũng giống như là lá ngòi gai vậy đó, mà nó càng già nó càng đắng. Mà tôi nhớ cái chị Phật tử đó, chỉ làm cho tôi một tô mà chỉ thấy tôi ăn hơi nhẫn cho nó rồi chị ráng nuốt đi, chị ráng nuốt, cái này nó tốt dữ lắm, nó tốt dữ lắm, mà tôi chỉ biết chừng là nó tốt thôi, nhưng mà thích thì tôi không có thích. Mà tôi thấy mỗi lần mà làm ra một tội nghiệp, chị thấy mình ăn lớn đó, cái chị sắc nhỏ lại, sắc nhỏ nhỏ cho dễ nuốt. Rồi cái bữa thì chị chỉ qua chị luộc, rồi có bữa thì chị lấy như đi nấu canh, có nấu canh nó đắng lắm, nấu canh rồi luộc rồi xào rồi làm gỏi. Mà tôi nói cái đó nếu mà ăn được mỗi ngày thì rất là tốt, nhưng mà thích thì không, thích thì tôi không thích. Thì ở đây Phật pháp bị trang vậy. Hoặc chuyện đời nói chung cũng giống như vậy, nó có những cái vấn đề nó giống như cái lá đăng là ly ông, là cái lá bồ công anh vậy. Nó nhẫn mà nó không có ngon lắm vậy chăng, nhưng mà nó cần thiết. Còn là ba cái thứ mà tàu lao, ba cái thứ đồ chiên, mấy cái chips, mấy cái snack này, mấy cái đó thì ai cũng mê hết. Con nít Mỹ 100 đứa là hết là 90 đứa là nó mê hai cái đó, là mấy cái chips, mấy cái snack rồi nha rồi ba cái là bên đây cái bơm pit, bên dưới bên kêu là cái gì ta, fan fry là cái khoai tây chiên. Khoai tây chiên mà ăn với uống với nước khóc á, trời cái đó là nó mê cho chết. Nhưng mà nó cực kỳ nguy hiểm, không có tốt. Này thì sách vở con người và các cái tác phẩm đều y chang như vậy, đều y chang như vậy, mà phải cẩn trọng. Và từ nãy tôi có nhắc rồi, ngay cả kinh điển Pali mà mình còn phải cần có cái nhìn khách quan, thì nói chi là những sáng tác của đời sau. Mỗi vị họ có cái tâm đắc riêng, mỗi vị họ có cái sở, tôi nói chậm nha, mỗi tác giả, mỗi soạn giả họ có cái điểm tâm đắc riêng. Tâm đắc nghĩa là cái họ thích đấy. Mỗi người có cái sở trường, có cái sở đoản riêng đấy. Mỗi người có cái chỗ thích và chỗ ghét riêng. Thế là họ đem cái sở trường nè, sở đoản nè, cái thích, cái ghét, rồi cái trình độ của họ nữa, họ lấy cái này họ trộn nó lại thành ra là tác phẩm. Rồi mình mới đem về mình nuốt. Mà các vị tưởng tượng có cái gì nó dạy cho bằng cái đó. Cái đó là người ta làm theo cách nào, cái thể trạng của người ta, cái não trạng của người ta đấy. Mình đem về mình nuốt, mà trong khi đó mình nuốt luôn cả cái vấn đề của người ta đó. Có những vị họ mê đắm mê đuối ngày ma si, có những vị họ chống đối ngày ma si hai tay hai chân. Mình phải cẩn trọng, mình hãy cẩn trọng với những người mê ngày ma si, mà mình cũng phải cẩn trọng những người chống ngày ma si. Bởi vì tại sao họ chống cái gì, rồi tại sao họ mê, mà họ mê cái gì nha. Và tương lai chúng ta có cái Kalama, chúng ta lui tới ở đó. Thì tôi đã nói rồi, cái người mà các vị làm việc không phải là tôi, not me, never nha. Và tôi, cái người làm việc là thiền sư của các truyền thống. Nhân cái bài giảng này tôi xin nhắc lại, mai này về đó thì chúng ta cũng vẫn theo cái đường lối mà tôi vạch ra từ đầu. Cứ mỗi một thiền khóa như vậy đó, là mình thỉnh một truyền thống về giảng cho mình một cái đề mục, hoặc nhiều đề mục, ví dụ như là mục quán bất tịnh 32 thể trược, rồi niệm Phật, niệm tâm từ, niệm hơi thở, rồi tu các đề mục thiền chỉ như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. Thì cứ mỗi một cái khóa thiền như vậy, mình tu từ một cho tới nhiều cái đề mục, có thiền sư chuyên nghiệp hướng dẫn cho mình, thì tôi tin rằng sau một thời gian chừng 2 năm trời trồng trả không gián đoạn các khóa, thì các hành giả từ Kalama ra đi có cả kinh nghiệm hành trì và có cả kiến thức và lý thuyết. Đó là cái tâm nguyện lớn nhất của tôi, tâm nguyện lớn nhất. Chứ còn có những cái, phải có những mà tất cả thiền viện xưa giờ là chỉ theo đuổi một cái đường hướng một rồi đi theo đó 8 năm nó buông ra dẫn dốt đặt. Trong khi ở đây tôi muốn là tất cả các vị về cái mỗi thiền sư ở mỗi truyền thống trao lại cho các vị cái kinh nghiệm của mỗi truyền thống về cả cái đề mục thiền chỉ và thiền quán. Thì thiền quán thì có 38, thiền chỉ có 40 đề mục này. Thì trong vòng 2 năm trời như vậy, 2 năm, tôi cho 5 năm maximum, thì từ đó ra đi thì các vị sẽ có được một cái vốn liếng vừa gọi là kinh nghiệm hành trì mà lẫn là kiến thức về lý thuyết. Bên cạnh đó, không có đâu sướng bằng cái đó, là bởi vì đó là mát. Chùa nó đồi cao mà nó nằm ở độ cao 1.200 mét sea level, tương đương với Đà Lạt Việt Nam.
và bà con nói bà con có thể đi cúng dường trai tăng ở các thiền viện học viện chung quanh, không cần đi đâu xa hết. Đấy. Cứ kêu cái chiếc xe mà bánh con loại xe salam vậy đó, là nó cứ chở mình đi cho các chùa làm phước thôi. Nhắc cái phone lên mình hẹn ngày cái là làm phước. Và sẵn đây chúng tôi cũng mượn xin bà con 2 phút để cao tỏ lời cảm niệm cho bác tri ân, không phải là vấn đề cá nhân tri ân mà cảm niệm công đức của một cái nhóm Phật tử, đặc biệt một gia đình ở bên Cần Thơ đã hỗ trợ cho Calama một cái pho kim thân. Ở đó thì mình cần ba pho kim thân, một pho ở thiền đường, một pho ở trai đường và một pho lộ thiên. Pho lộ thiên thì cảm ơn ngay thời điểm này khi chúng tôi chưa có gợi ý mà họ tự nhiên họ giúp như họ linh cảm rồi họ hỗ trợ, cũng mượn cái này cảm ơn các vị. Chúng tôi không chủ trương kêu gọi nhưng mà cũng phải ghi nhận đó là một cái tấm lòng, một cái duyên phước là rất là đặc biệt, là ai cũng lo cất lo xây cuối cùng quên mất cái kim thân bổn sư, mà mẹ giờ cất xong không có kim thân rồi quý vị leo lên quý vị ngồi à. Cho nên có kim thân cũng là cái duyên phước. Và tôi cũng tuyệt đối hy vọng, nói hy vọng mà sợ chứ tuyệt đối thì nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà tuyệt đối được nghĩa là mình tin là mình sẽ làm được đó, là giữa tháng 9 á, là bây giờ đó là cuối tháng 6 thì giữa tháng 9 là người ta sẽ bàn giao, nghĩa là người ta nói từ của trong nước là nghiệm thu đó, cho mình là nghiệm thu công trình, nó giao cho mình, nó bàn giao mình 2 cái cốc, là 2 cái thiền thất là 8 phòng. Và hy vọng đó là trong 6 tháng nữa kể từ sau tháng 9 là mình có được cái trai đường, cái sức chứa là coi như là 12-24, sức chứa là cái diện tích là 12-24, sức chứa rất là lớn. Nhưng mà có một điều tôi cũng có một cái tâm nguyện là tháng 10 nếu mà cái dịch cúm corona mà nó lắng xuống và Miến Điện cho phép thông thương thì tôi sẽ tổ chức một cái khóa tu đầu tiên 10 ngày cho đến 2 tuần tại Calama, vì 100% là lúc đó mình đã có 8 cái cốc, thì dĩ nhiên là buổi đầu về bà con chắc có đông thôi, cho nên một cái cốc như vậy tôi dự kiến là 2 người. Bởi vì sẵn đây tôi cũng nói luôn, bà con nghĩ rằng là 2 người có chặt tấm công thì tôi xin thưa là trong thời gian mà chưa có Calama chúng tôi về thì chúng tôi về chùa ở thì cũng phải 2 vị một phòng thôi, và có lúc đi ra ngoài nhà trọ của một ông Phật tử, cái ông mà bây giờ đang lo cho mình á, thì ra nhà trọ ông thì cũng phải 2 vị 3 vị một phần mà cái phòng Calama thì rất là rộng đây, cho nên nếu mà các vị hợp với nhau thì cứ 2 vị một phòng. Như vậy thì 2 thiền thất gồm 8 phòng mình hoàn toàn có thể chứa được 16 người. Như vậy là xong một khóa mini, khóa bỏ túi, gọi là pocket retreat trong đợt đầu. Tại sao phải làm gấp như vậy? Bởi vì thứ nhất chúng tôi đã hứa là cuối năm 20 là phải có khóa tu đầu tiên. Thứ hai nữa là mình để lấy hơn, và cái thứ ba nữa đó là theo cái tục của Miến Điện là dầu cái chùa đó lớn cách mấy đi nữa thì trước khi khánh thành á, người ta có làm cái lễ gọi là lễ dân cấp, có nghĩa là cái chùa đó cất 100 cái phòng thì cái đợt cấp đầu tiên nó gồm 1 cái 2 cái vẫn biết, nhưng mà cái đợt đầu tiên mà có thể sử dụng được thì nó vừa hoàn tất thì người ta làm cái lễ gọi là lễ cúng thất cho chư tăng. Thì chúng tôi dự kiến là khoảng, nếu mà cái vụ corona nó ok, vụ covid-19 ok thì tháng 10, tháng 11, 12, nhưng mà giá nào trong năm 20 phải làm lễ cúng cốc, thì lễ cúng cốc vừa xong thì trong cái nhóm tăng mà mình đến thỉnh về để dự lễ, mình sẽ giữ cái việc thiền sư lại. Đấy. Thì ngài sẽ làm việc với các vị trong vòng 10 ngày cho đợi 2 tuần. Đấy. Để mình tu giao duyên. Và nếu các vị đặc biệt có nhu cầu về giáo lý thì giờ nào học là học, mà chúng ta một ngày chúng ta có khoảng 2 giờ ngồi để nói chuyện giáo lý về những vấn đề A Tỳ Đàm mà có liên quan đến tín niệm xứ, hoặc là nói riêng về tín niệm xứ. Và tôi nhắc lại lần nữa,
những cái bài này, những cái lớp học, những bài học, những buổi học ở đó cũng không có giống như bây giờ, là lúc đó là chúng ta không có nói chuyện nhau cái kiểu này, mà chúng ta cùng đem một bài kinh ra, một bài kinh chánh tạng, kinh Pali á, rồi chúng ta mới lấy nó những cái chữ chữ khó, chúng ta mới lấy chú giải rồi coi chú giải nói cái gì về cái chữ khó đó. Nhớ nha, ví dụ như ở trong kinh Căn Bản Pháp Môn, trong Nhật Tụng Kalama đó, trong đó có cái câu thế này là: ở đây kẻ phàm phu không nghe được pháp của chân nhân, không gặp gỡ chân nhân, do không hiểu địa đại là địa đại, nên thấy có ta trong địa đại, có địa đại trong ta, ta có địa đại, ta nói rằng kẻ ấy không hiểu được địa đại. Thì những cái này bà con tự đọc mình thì nó hơi khó, thì tôi sẽ lấy cái chú giải để giải thích. Kẻ vô văn phàm phu thấy có ta trong địa đại là sao? Tức là địa đại đây là đất á, tức là thấy cái đồng hồ với ta nó có mối liên quan, cái đồng hồ đó là của ta, cái đồng hồ đó là vật sở hữu của ta, ta là chủ sở hữu của cái đồng hồ đó. Nhưng mà trong cái nhìn của một vị thánh thì không có, vị đó không nghĩ rằng cái đồng hồ của ta và ta là chủ của cái đồng hồ. Ví dụ như phải giúp giải thích mà dựa trên kinh điển nhé. Thì một ngày chúng ta có khoảng 2 tiếng đồng hồ để mà đọc lại những cái bài kinh mà tôi đã select ở trong quyển kinh Nhật Tụng Kalama. Không phải ngẫu nhiên tôi chọn cái bài kinh đó, bởi vì những bài kinh là những vấn đề giáo lý phải nói là cốt lõi đó, cho cả nền tảng hành trì lẫn hành lành, nền tảng nhận thức, và phần lớn thời gian là để bà con trực tiếp làm việc với thiền sư. Đấy, thấy ngài ăn, thấy ngài uống nước, thấy ngài cười, thấy ngài nói chuyện, thấy ngài đi đứng và im lặng, thì đó là những cái rất là cần thiết. Còn cái chuyện mà ai nói cái vị là tu một mình, tu là tu tâm, tu là cái gì trên trời đó tôi không biết, nhưng mà riêng tôi thì cho đến tuổi này, sau bao nhiêu năm làm thầy chùa, tôi vẫn thấy rằng cái sự hỗ trợ từ hình ảnh của thầy bạn, từ cái gương sống của thầy bạn tuyệt đối quan trọng, quan trọng lắm, quan trọng lắm. Cũng tôi nè, não trạng này nè, thể trạng này nè, mà khi tôi tiếp xúc với người nào đó thì ít nhiều trong cái thời gian đó tôi có thay đổi tốt hơn hoặc xấu hơn thì có. Mà tuổi này nè, tôi nghĩ tôi đã già, tôi đã cứng rồi đó, nhưng mà có ảnh hưởng, có. Mà nói gần cái người mà sân si đó, là trong suốt cái thời gian đó mình cũng có thay đổi. Và mình ở gần cái người mà mát mẻ, mình ở gần cái người mà dục chạc bợp chợp chụp giật, mình thấy khác. Mà mình suốt một tuần mình ở gần cái người mà thông thả, điềm đạm, bình tĩnh, chánh niệm, thư thái, thông dong, thì trong tuần lễ đó mình có khác. Tôi bảo đảm cái đó 1000%. Đấy, đấy là lý do vì đâu chúng ta phải có cái Kalama. Bởi vì ở đó bà con chỉ lấy Kalama làm tâm của hình tròn đó, thì mình chỉ có trong cái bán kính là nửa tiếng lái xe, khoảng chừng 15-20 cây tại đường 6, tầm tức là 20 cây số, là thiền sư và những cái vị không được tiếng thiền sư, nhưng mà cái hạnh lạnh, cái khả năng thiền sư là dày đặc. Bởi vì các vị tưởng tượng đi, một cái chùa như vậy là cả hàng trăm vị sư nhỏ, mà mỗi năm một các vị đó lớn lên, và bao nhiêu thế hệ gối đầu á, cứ là cứ ông niệm tu 3 năm thì cái trước ổng là có lớp ông 4 năm, ông 10 năm, 20 năm. Mà suốt 2000 năm, suốt 2000 năm lịch sử Phật giáo Miền Điện, thì cứ nên cao tăng những vị thạc đức thạc học dày đặc như là nắm sao mưa. Mà về đó thì mới được. Chỉ còn có người hỏi tôi tại sao không làm ở Việt Nam, có người hỏi tôi tại sao không làm ở Mỹ, không làm ở châu Âu, tôi xin thưa chỉ có ở đó. Chỉ nó lạ lắm, chỉ có về Miền Điện á, tôi mới thấy cái chết nó là bình thường. Tôi phải nói như vậy, nó lạ lắm. Tôi ngày xưa tôi có đọc một cái bài báo của một ông Mỹ, ông nói là ông về Tây Tạng, ông thấy danh lợi và sống chết là những bình thường. Nhưng mà khi tôi về bên Miến Điện, tôi quan sát đời sống chư tăng thiếu hụt, rồi những cái vị mà bác học cao tăng mà tôi gặp gỡ thì vị giỏi đó, thì tôi nhìn họ như nhìn ngài Sitagu, ngài Nandamala, là ngài Pao. Tôi nhìn cái vị đó tôi thấy đúng rồi, trước mặt mấy vị này cái gì cũng là chuyện nhỏ hết, mà mình cần cái cảm giác đó, thưa quý vị, mình cần lắm. Mình cần được gặp gỡ những con người mà trước mặt họ mình thấy chuyện đời là nhỏ, nên tránh những cái con người mà khi gặp họ mình thấy phải giành giật, phải đấu tranh, ở gần họ mình sợ bị mất cái này mà mong được cái kia, nên tránh những người như vậy. Tôi nói thiệt chậm, nên tránh những người mà mình kim nở gần họ mình sợ mất cái này, mình muốn được cái kia. Mà mình nên gần những người mà mình
thấy mỗi lần gặp mặt họ, ngồi bên cạnh họ, mình thấy cái gì cũng là nhỏ hết. Thì mình đang cần cái người như vậy. Và Kalama là một chỗ có thể cung cấp cho các vị những niềm nổi đó. Ok, hẹn lại bà con thứ hai tuần sau. Chúc các vị một ngày vui. Okay. Chúng con cảm ơn sư, con tri ân sư. Mô Phật. Dạ, dạ. Rồi cũng đã trễ, nhân xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài pháp thoại của sư hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị trong thứ hai tuần sau. Xin mời quý vị vào Zoom sớm một chút xíu để mà mình nghe sư sớm hơn, và mình cũng có thể kết thúc cái buổi giảng sớm hơn ha quý vị. Dạ, kính chào quý vị. Dạ, chúc quý vị.